Thì hôm nay cô sẽ đề cập tới một cái nhóm thuốc khá là quen thuộc, đó là glucocorticoid. Đây là một nhóm thuốc mà các em học chắc là cũng học khá là nhiều ở nhiều môn nha. Và hôm nay cũng lại nhắc tới glucocorticoid. Lý do vì sao? Vì như các em đã biết, glucocorticoid đây là một nhóm thuốc nó có nhiều ứng dụng trên lâm sàng, cho nên được sử dụng rất rộng rãi. Nhưng bên cạnh đó, đây lại là một nhóm thuốc cũng có quá nhiều tác dụng phụ. Như vậy, để làm sao để việc sử dụng nhóm thuốc này được an toàn và hợp lý? Mà muốn đảm bảo được việc sử dụng thuốc an toàn và hợp lý thì chúng ta phải cần tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc, và đó là lý do của bài học ngày hôm nay. Rồi, như vậy chúng ta đi vào bài học nguyên tắc sử dụng glucocorticoid. Mục tiêu sau khi học xong thì các em sẽ có được các kiến thức này, có được 5 kiến thức này. Và để có các kiến thức này thì nội dung hôm nay tôi sẽ thông qua 10 ý. Và đầu tiên tôi sẽ nói về đại cương. Trên màn hình của các em á, có cái gì đây các em? Đây là hai quả thận. Và trên hai quả thận á, thì nó có hai cái tuyến nhỏ. Hai tuyến nhỏ. Và hai cái tuyến nhỏ này á, người ta nói gọi nó là tuyến thượng thận. Ta gọi là tuyến thượng thận. Rồi cái tuyến thượng thận này là các em, khi người ta cắt ngang ra thì tuyến thượng thận nó có cấu trúc như thế này. Thì tuyến thượng thận sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất ta gọi là phần tủy. Phần này thì nó tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh như adrenaline, noradrenaline hoặc là dopamine, và những chất này người ta gọi đó là ta gọi là catecholamine, và những chất này đóng vai trò là dẫn truyền thần kinh. Thì đó là phần tủy. Còn cái phần vỏ này này thì nó tiết ra các nội tiết tố. Và phần tủy căn cứ vào cấu trúc, người ta chia phần phần vỏ xin lỗi phần vỏ nó gồm có 3 phần. Thì cái phần lớp vỏ ngoài ta gọi là lớp cầu. Cái lớp này thì nó tiết ra cái nhóm chất nội tiết gọi là mineralocorticoid. Và chất điển hình của cái nhóm chất mineralo đó chính là aldosterone. Cái lớp vỏ thứ hai ta gọi là lớp vỏ bó. Lớp này thì nó tiết ra glucocorticoid. Và chất điển hình của glucocorticoid đó chính là cortisol. Cái lớp vỏ thứ ba là lớp lưới. Lớp này thì nó tiết ra cái chất nhóm chất nội tiết gọi là androgen, và chất điển hình là testosterone. Như vậy phần vỏ sẽ tiết ra các chất nội tiết gồm có 3 nhóm chất nội tiết này. Và bài học ngày hôm nay tôi chỉ đề cập tới glucocorticoid. Vậy glucocorticoid là gì? Glucocorticoid người ta thường viết tắt là chữ GC. Glucocorticoid là một nội tiết tố, và cái nhóm chất nội tiết tố này được tiết ra từ lớp vỏ bó của tuyến thượng thận. Nhóm chất nội tiết tố này có vai trò gì? Nó có nhiều vai trò lắm. Vai trò đầu tiên là tham gia quá trình chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Thứ nhất, tham gia chuyển hóa muối nước. Thứ hai, chuyển hóa các chất dinh dưỡng như là lipid, protein. Đây là một nhóm chất nội tiết có liên quan tới sinh mạng. Sở dĩ nói nó có liên quan tới sinh mạng là bởi vì đây là nhóm chất nội tiết điều hòa hoạt động của tim mạch, của quá trình trao đổi chất cũng như là của cân bằng nội môn. Ngoài hai vai trò trên, glucocorticoid còn có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Căn cứ vào nguồn gốc, người ta chia glucocorticoid ra làm hai loại. Loại thứ nhất ta gọi là thuốc thiên nhiên, tức là do cơ thể động vật tiết ra. Thì thuốc thiên nhiên gồm có hai thuốc, đó là hydrocortisone và cortisone. Trong hai chất này thì hydrocortisone là chất chính, lý do vì đây là hoạt chất, còn đây chỉ mới là tiền đề. Hydrocortisone còn có tên gọi khác là cortisone. Em chú ý, nếu nói về cách đọc thì giữa hai cái tên này em đọc đều giống nhau hết, cortisone, nhưng mà viết ra thì nó mới khác nha. Và trong hai chất này thì khi nói tới glucocorticoid thiên nhiên là người ta thường nói tới hydrocortisone là chất này, hay còn gọi là cortisone. Chất này vì không đáp ứng đủ nhu cầu cho nên hiện nay người ta đã tổng hợp hóa học, và hiện nay có rất nhiều dẫn chất tổng hợp thuộc nhóm glucocorticoid, ví dụ prednisone,
prednisolone, dexamethasone, v.v. So với thuốc thiên nhiên á, thì thuốc tổng hợp nó có ưu điểm đó là chống viêm mạnh hơn, ức chế miễn dịch cũng mạnh hơn. Ngoài ra cái nhóm tổng hợp nó còn có một cái ưu điểm nữa là ít hoặc không giữ muối nước, tức là không có nguy cơ nếu dùng lâu dài, ít nguy cơ gây phù, gây cao huyết áp hơn là so với thuốc thiên nhiên. Cho nên trong thực tế, nếu sử dụng glucocorticoid với những cái mục đích như là chống viêm, chống ức chế miễn dịch thì người ta thường hay chọn thuốc tổng hợp. Nói về tên gọi, tại sao nó lại có tên glucocorticoid? Đầu tiên này, em thấy trong tên gọi có từ glucose, có từ glucose. Lý do nó có từ glucose về trong quá trình chuyển hóa. Nhóm thuốc này nó tham gia chuyển hóa lipid. Và quá trình chuyển hóa lipid nó sẽ làm tăng tổng hợp glucose. Cho nên người ta lấy cái từ glucose đầu tiên. Thứ hai, trong tên gọi có từ cọt. Cái chữ cọt này nó được viết tắt từ cái từ gốc là cortex. Cortex có nghĩa là vỏ. Đây là nhóm chất nội tiết được tiết ra từ vỏ, đặc biệt là lớp vỏ bó của tuyến thượng thận. Rồi trong cái tên gọi, cái đuôi cuối cùng là chữ OX. Nguồn gốc của chữ OX này là từ steroid. Vì trong cấu trúc của cái nhóm này nó có nhân steroid. Rồi, như vậy nó gốc xuất phát. Tên này nó từ ba cái từ này, người ta mới ghép lại với nhau và loại bỏ những cái từ dư và gọi thành một cái tên cho nó dễ gọi. Glucocorticoid. Rồi, như vậy chúng ta đã biết glucocorticoid là gì. Glucocorticoid thiên nhiên mà cơ thể tiết ra đó là hydrocortisone. Và hydrocortisone ở trong cơ thể nó được tiết ra như thế nào? Chúng ta xem mục nhịp sinh lý của sự tiết glucocorticoid trong cơ thể. Hay nói một cách chính xác hơn là nhịp sinh lý của sự tiết hydrocortisone. Hydrocortisone ta viết tắt là HC. Trên màn hình của các em đó là một cái biểu đồ hình màu đỏ này các em. Biểu thị nồng độ hydrocortisone được tiết ra trong ngày và người ta theo dõi sự tiết này suốt 24 giờ, tức là từ lúc rạng sáng cho đến nửa đêm. Và người ta theo dõi cái gì nồng độ hydro được tiết ra, nó được biểu thị trên trục tung. Và đơn vị của nồng độ hydro được tiết ra được tính bằng đơn vị đó là microgram trên 100 ml, hay nói một cách đơn giản hơn, microgram trên 1 dl. Rồi bây giờ nhìn vào biểu đồ các em thấy này, rạng sáng là hydrocortisone sẽ được bắt đầu được tiết ra và theo thời gian nồng độ hydrocortisone được tiết tăng dần mãi cho đến lúc này đạt đến đỉnh. Và nếu em chiếu xuống trục tung đó chính là lúc 8 giờ sáng thì sẽ đạt được nồng độ đỉnh. Rồi sau đó thì sao? Hydrocortisone cũng vẫn tiết nhưng mà nó giảm dần. Rồi sau đó nó duy trì thêm một thời gian và cuối cùng tới chiều và nửa đêm thì nó giảm sâu và gần như không còn tiết ra nữa. Thì đó là nhịp sinh lý của sự tiết hydrocortisone trong cơ thể. Và cái nồng độ hydrocortisone được tiết ra để có tác động trên lâm sàng đó là nó phải đạt nồng độ từ 15 microgram trở lên. Rồi như vậy, cái thời điểm để đạt được nồng độ 15 microgram, tức là từ cái nồng độ này trở lên nè, nó mới có hiệu lực trên lâm sàng. Và thời điểm để con đạt được nồng độ có hiệu lực trên lâm sàng đó là thời điểm nào? Các em kéo xuống dưới trục tung. Đó là lúc mấy giờ các em? 7 giờ sáng. Như vậy thời điểm để hydrocortisone được tiết ra và có tác động trên lâm sàng đó là thời điểm 7 giờ và đạt đỉnh lúc 8 giờ. Rồi sau đó thì nó giảm nhưng mà còn duy trì tác động không? Vẫn còn duy trì tác động. Tới lúc này thì nó hơi giảm nhiều một chút xíu nhưng mà sau đó lại lên, rồi sau đó mới giảm sâu. Như vậy căn cứ vào nhịp sinh lý của glucocorticoid khi sử dụng nhóm thuốc này, nếu uống ngày một lần thì chúng ta nên uống vào buổi sáng và thời điểm uống thích hợp đó là 7-8 giờ sáng, tức là vào thời điểm mà cái nồng độ hydrocortisone nó đạt được cái hiệu lực trên lâm sàng, chúng ta nên uống vào thời điểm này.
Và nếu cái chỉ định đó cho phép dùng ngày 2 lần thì chúng ta sẽ dùng buổi sáng lúc khoảng 7-8 giờ sáng, và buổi chiều chúng ta uống tầm vào cái khoảng mà nó vẫn còn duy trì được nồng độ, đó là khoảng mấy giờ các em? Khoảng 2-3 giờ chiều. Khoảng 2-3 giờ chiều chúng ta kéo xuống đây thì nó vào khoảng 2-3 giờ chiều. Nếu uống 2 lần thì buổi sáng là 7-8 giờ sáng, chiều 2-3 giờ chiều. Rồi, tôi tóm lại về nhịp sinh lý của sự tiết hydrocortisone ở trong cơ thể. Hydrocortisone được tiết ra lúc nào? Từ rạng sáng là nó đã được tiết ra, và nồng độ tiết nó cứ tăng dần lên nhưng mà chưa có hiệu lực. Tới lúc nào mới có hiệu lực? Lúc 7 giờ nó mới có hiệu lực. Và tới lúc nào thì đạt đỉnh? 8 giờ sáng. Và sau đó thì nó giảm tiết xuống. Nhưng mà nó vẫn còn duy trì. Và tới chiều thì nó giảm sâu hơn một chút xíu, và tới nửa đêm thì còn, gần như là không còn tiết ra nữa. Căn cứ vào nhịp tiết sinh lý của hydrocortisone trong cơ thể thì khi sử dụng nhóm thuốc này chúng ta cần lưu ý. Và lưu ý này đối với trường hợp chúng ta sử dụng dài ngày, còn sử dụng ngắn ngày thì chúng ta không cần ha, nhưng mà dài ngày cần phải lưu ý. Lưu ý đó là gì? Khi sử dụng glucocorticoid, nếu chỉ định nó cho phép ngày một lần thì nên uống ngày một lần thôi, và uống vào buổi sáng, và tốt nhất là nên điều trị cách ngày. Và cái này chúng ta nên áp dụng trong trường hợp chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này kéo dài thì nên tuân thủ cái cách dùng như thế này. Vì nếu chúng ta tuân thủ tốt cái điều này thì nó sẽ hạn chế được suy vỏ thực quản. Hydrocortisone được tiết ra trong cơ thể để có hiệu lực trên lâm sàng là phải đạt nồng độ bao nhiêu các em? Từ 15 microgram trở lên. Bình thường hydrocortisone được tiết ra để đạt được cái hiệu lực trên lâm sàng là phải từ 15 microgram trên 1 dl hay 100 ml các em, là phải từ cái nồng độ này trở lên mới có hiệu lực trên lâm sàng. Như đã nói với các em ở slide trước, đây là một nhóm chất nội tiết có liên quan tới sinh mạng. Là bởi vì như thế này là khi các em gặp những bất lợi trong cuộc sống, như là em phẫu thuật, em chấn thương, em stress hoặc em gặp hiểm nguy gì, thì để đáp ứng giúp cho cơ thể vượt qua cái hiểm nguy đó thì hydrocortisone sẽ được tăng tiết. Và lúc này nó sẽ được tăng tiết gấp 2 đến 10 lần so với bình thường. Đây là nhịp, đây là cái mức, cái nồng độ tiết bình thường trong cơ thể bình thường. Khi cơ thể ta gặp hiểm nguy thì cái này là sinh lý luôn, cơ thể sẽ tăng tiết lên để giúp chúng ta vượt qua hiểm nguy. Rồi như vậy hydrocortisone sẽ tăng tiết khi chúng ta gặp hiểm nguy như stress này, chấn thương này, phẫu thuật, vân vân. Ngoài ra, hydrocortisone cũng bị tăng tiết trong một số bệnh lý. Ví dụ, chúng ta bị u tuyến thượng thận. Cho nên cũng dẫn tới tăng tiết hydrocortisone. Hoặc chúng ta bị u tuyến yên cũng làm tăng tiết hydrocortisone. Hoặc chúng ta bị hội chứng Cushing cũng là một tình trạng thường tiết hydrocortisone. Ngoài ra, khi chúng ta sử dụng glucocorticoid liều cao kéo dài thì nó cũng gây ra một cái hậu cái tác dụng, một cái độc tính, đó là gây hội chứng Cushing. Và dùng liều cao và kéo dài ngoài hội chứng gây hội chứng Cushing, nó còn có thể gây suy vỏ thực quản. Rồi, tôi đã điểm qua nhịp sinh lý của sự tiết hydrocortisone ở trong cơ thể. Và như vậy các em nhìn thấy nè, bình thường á hydrocortisone được tiết với nồng độ như thế này, khi bị stress thì lại tăng tiết. Vậy cơ chế nào để cho hydrocortisone nó lại điều tiết theo đúng với cái nhu cầu của cơ thể như vậy, và lý do để mà glucocorticoid được tiết ra trong cơ thể theo đúng nhu cầu, đó là nhờ nhờ cái gì? Đó là nhờ cơ chế điều hòa bài tiết hormone của vỏ thực quản. Rồi chúng ta xem một cơ chế điều hòa bài tiết hormone vỏ thực quản. Giờ nói chung nha các em, sự bài tiết các chất nội tiết ở trong cơ thể nó đều đi theo một cái cơ chế điều hòa chung. Và cơ chế điều hòa này nó gồm có 3 bộ phận tham gia. Thứ nhất là vùng dưới đồi, thứ hai là tuyến yên, và thứ ba là tuyến đít.
Như vậy tùy theo sự điều hòa bài tiết ở hormone nào thì nó sẽ có tuyến đích tương ứng. Ví dụ, nếu đây là sự điều hòa bài tiết hormone của tuyến sinh dục thì nó sẽ là cái cơ chế điều hòa sẽ gồm có ba bộ phận vùng dưới đồi, tuyến yên và tuyến sinh dục. Còn nếu ở bài học chúng ta là điều hòa bài tiết hormone vỏ thực thận thì cái trục để điều hòa sự bài tiết này đó là gồm có ba bộ phận gồm dưới đồi, tuyến yên và tuyến thượng thận. Và cái trục này ta gọi là trục HPA. Và sau đây các em xem hình ảnh minh họa của cái trục HPA. Đây, trục HPA. Và cái trục HPA này nè, nó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi người ta ký hiệu là chữ H. Lý do người ta ký hiệu vì chữ bằng chữ H vì H có nghĩa là vùng dưới đồi, hypothalamic. Cái vùng thứ hai đó là tuyến yên, ta ký hiệu bằng chữ P. Và chữ P này là từ viết tắt của chữ pituitary, tuyến yên. Và cái điểm thứ ba, cái tuyến thứ ba đó là tuyến thượng thận A, là chữ viết tắt của chữ adrenal, tuyến thượng thận. Và cái trục HPA này là trục điều hòa sự bài tiết nội tiết tố của tuyến thượng thận, cụ thể như sau. Thì các em thấy ở đây có những cái mũi tên nào màu xanh lá có nghĩa là kích thích. Đây này, ở đây có minh họa nè các em. Màu xanh lá là kích thích, màu xanh dương là giải phóng và màu đỏ là ức chế. Rồi chúng ta xem hoạt động của cái trục HPA như sau nhé. Bây giờ đi theo chiều thuận, tức là chiều xuôi đó các em, từ vùng dưới đồi đi xuống này, chúng ta thấy nè. Từ vùng dưới đồi sẽ giải và sẽ tiết ra một cái chất nội tiết đó là CRH. Rồi nếu các em có quên CRH là gì thì các em vui lòng nhìn xuống dưới đây. Corticotropin releasing hormone. Rồi CRH được tiết ra nó sẽ kích thích tuyến yên, giải phóng ra ACTH. Rồi ACTH đây, chữ viết tắt của ACTH. ACT là chữ tropic đó các em. Hormone. Rồi ACTH sau khi được giải phóng ra nó sẽ đi vào máu. Và từ máu nó sẽ kích thích tuyến thượng thận giải phóng ra cortisol. Rồi đây là cơ chế bài tiết cortisol trong cơ thể. Cortisol sau khi được giải phóng ra nó cũng sẽ đi vào máu. Từ đó nó sẽ đi tới các cơ quan đích để có tác động. Ví dụ nó sẽ tác động với sự chuyển hóa ba chất đó là protein, lipid và lysine. Cụ thể như sau, đối với protein thì cortisol sẽ ức chế tổng hợp protein. Đối với chất béo thì cortisol màu xanh là gì các em? Kích thích giải phóng axit béo, kích thích dự trữ axit. Nó giải phóng ra rồi cái axit béo sẽ dự trữ ở các mô, cho nên sẽ gây ra hiện tượng mỡ hóa các tổ chức. Đối với lysine thì nó làm gì nào? Nó tăng sự chuyển hóa lysine và trong quá trình chuyển hóa lysine nó sẽ tăng tổng hợp glyco. Rồi đó là tác động của glycocorticoid trên sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng. Rồi bây giờ tôi quay trở lại với cơ chế điều hòa bài tiết. Điều hòa là gì các em? Là cân bằng. Vậy sự điều hòa chỉ xảy ra khi nào? Khi có sự thay đổi hay là sự mất cân đối về nồng độ của cortisol trong máu thì nó mới có cơ chế điều hòa xuất hiện. Vậy khi nào thì cơ chế điều hòa sẽ hoạt động? Khi nồng độ cortisol tiết ra bất thường. Như vậy sự bất thường ở đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là lượng cortisol tiết ra quá ít. Rồi bây giờ chúng ta xem nếu lượng cortisol được giải phóng ra từ tuyến thượng thận quá thấp. Thì nếu quá thấp thì theo cơ chế điều hòa nó phải làm sao tăng tiết lượng cortisol lên. Vậy cơ chế điều hòa xảy ra như thế nào? Nó sẽ xảy ra theo chiều ngược lại. Theo chiều ngược lại. Cho nên lúc này ta gọi là cơ chế điều hòa ngược. Và từ chuyên môn ta hay dùng, mà các em đọc tài liệu á, nhất là các y văn ta hay dùng từ là feedback. Rồi. Nó sẽ ức chế ngược lại hay là feedback ngược lại.
Và khi nồng độ này thấp thì nó sẽ tác động ngược lại bằng cách nào? Kích thích các tổ chức này. Thì lúc này ta gọi là điều hòa ngược dương tính, thì nó kích thích điều hòa ngược dương tính. Và nó sẽ làm gì nào? Nó kích thích vùng dưới đồi, kích thích tuyến yên. Và khi thích kích thích hai tổ chức này thì hai tổ chức này sẽ hoạt động. Và sự hoạt động của hai tổ chức này dẫn tới làm tăng giải phóng ACTH. ACTH tăng giải phóng thì nó sẽ tăng kích thích tuyến thượng thận và làm tăng tiết cortisol. Như vậy nhờ cái cơ chế điều hòa ngược mà lượng cortisol đang bị tiết ít như vậy nó sẽ được tăng tiết. Như vậy là đã được điều hòa trở lại, thì ta gọi đây là điều hòa ngược dương tính. Bây giờ trường hợp ngược lại, nếu lượng cortisol được tiết ra bởi tuyến thượng thận quá nhiều, lượng cortisol quá nhiều ở trong cơ thể, quá nhiều này có thể là do tiết mà cũng có thể là do chúng ta dùng thuốc nó cung cấp cái lượng glucocorticoid cơ thể quá nhiều, thì cái nồng độ này tăng lên. Và khi nồng độ này tăng lên nó vượt quá cái nhu cầu cơ thể thì lúc này cũng sẽ xuất hiện một cơ chế điều hòa ngược lại. Và cơ chế điều hòa ngược lại lúc này là gì các em? Vì cái nồng độ nó quá cao thì nó sẽ kết hợp lại một cái điều hòa ngược, ở đây là gì? Ức chế các tổ chức này. Cho nên lúc này ta gọi là điều hòa ngược âm tính. Như vậy nói tới âm tính thì nó sẽ ức chế vùng dưới đồi, ức chế tuyến yên. Và khi ức chế hai tổ chức này thì nó sẽ làm giảm giải phóng ACTH. ACTH giảm giải phóng thì nó sẽ ức chế cái tuyến thượng thận. Và tuyến thượng thận bị ức chế thì tuyến thượng thận sẽ không tiết ra cortisol nữa. Cho nên lúc này lượng cortisol nó sẽ được cân đối lại trong cơ thể. Rồi đó là cơ chế điều hòa bài tiết hormone của vỏ thượng thận. Giờ tôi tóm lại ý này. Thì cái cơ chế điều hòa bài tiết hormone vỏ thượng thận đó là nhờ cái trục HPA. Và cái trục HPA này nó sẽ hoạt động hoặc là điều hòa ngược dương tính hoặc ngược âm tính tùy theo nồng độ cortisol trong cơ thể. Nếu nồng độ cortisol ở trong cơ thể mà tăng cao thì nó sẽ xuất hiện điều hòa ngược âm tính. Còn nếu nồng độ cortisol trong cơ thể quá thấp thì sẽ xuất hiện cơ chế điều hòa ngược dương tính để cân bằng cái lượng cortisol trong cơ thể. Và nếu trong trường hợp mà cái cơ chế điều hòa này nó không cân đối được, làm mất cân bằng cái lượng cortisol trong cơ thể, thì lúc đó sẽ xuất hiện bệnh lý trên lâm sàng. Glucocorticoid thì căn cứ vào nguồn gốc người ta chia làm hai loại: thiên nhiên và tổng hợp. Thì giữa thuốc thiên nhiên và thuốc tổng hợp nó có nhiều cái điểm khác nhau về mặt hoạt lực, và chúng ta xem qua một số hoạt lực của các glucocorticoid. Rồi, trên màn hình của các em là một cái bảng so sánh hoạt lực giữa các glucocorticoid. Căn cứ vào nguồn gốc của glucocorticoid, người ta chia làm hai loại. Loại thứ nhất ta gọi là thuốc thiên nhiên, ô màu vàng. Thuốc thiên nhiên thì hiện nay có hai chất là do cơ thể động vật tiết ra, nhưng mà chất chính là hydrocortisone. Loại thứ hai là loại tổng hợp. Đây, từ prednisone trở xuống đây là thuốc tổng hợp. Và trong thuốc tổng hợp tôi chia làm hai nhóm. Cái nhóm mà có cái màu màu này gọi là màu 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 gạch đó. Màu gạch thì cái nhóm này là nhóm có thời gian bán thải. Đây, các nhìn ở đây. Đây là nhóm có thời gian bán thải dài. Còn đây là cũng là nhóm có thời gian bán thải, nhưng mà bán thải thế nào? Rất dài. Rất là dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh các hoạt lực gì giữa các glucocorticoid. Chúng ta sẽ so sánh các hoạt lực là thứ nhất chống viêm, thứ hai giữ muối nước, tức là giữ natri đó, hoạt lực chuyển hóa đường, và đồng thời chúng ta cũng so sánh cái thời gian bán thải. Trước hết tôi nói về hoạt lực chống viêm. Thì các em nhìn trên màn hình là các em cũng thấy rồi. Khi nói về thuốc thiên nhiên thì chúng ta chỉ nói tới hydrocortisone ha. Giả sử hoạt lực của chống viêm của hydrocortisone là 1 thì các tổng hợp thế nào các em? Nó mạnh hơn gấp 4 lần. Riêng đối với nhóm tổng hợp mà có thời gian bán thải rất dài thì hoạt lực nó còn gấp nhiều hơn nữa, gấp cả 25 lần hơn so với lại thuốc thiên nhiên. Như vậy tóm lại, với nói về hoạt lực chống viêm thì thuốc tổng hợp có ưu thế hơn số thuốc thiên nhiên, hoạt lực chống viêm mạnh hơn. Thứ hai, về hoạt lực giữ natri, và giữ natri có nghĩa là giữ nước gây ra phù cao huyết áp, thì thuốc thiên nhiên có hoạt lực là 1, thì các thuốc tổng hợp hoạt lực giữ nước thế nào các em? Thấp hơn, thậm chí còn không gây giữ nước. Như vậy
Đối với cái hoạt lực giữ natri thì thuốc tổng hợp cũng có ưu điểm là ít giữ nước, ít giữ natri, ít gây phù, ít gây cao huyết áp hơn so với lại thuốc thiên nhiên. Hoạt lực thứ ba là hoạt lực tham gia chuyển hóa đường. Thì như em đã biết, đối với quá trình chuyển hóa đường thì glucocorticoid có tác dụng làm tăng tổng hợp glucose gây tăng đường huyết. Rồi bây giờ chúng ta xem ở thuốc thiên nhiên, hoạt lực chuyển hóa đường là một. Thì các thuốc tổng hợp hoạt lực chuyển hóa đường thế nào các em? Gấp 4 lần lên, thậm chí có thể gấp 25 lần nếu ở thuốc tổng hợp có thời gian bán thải rất dài. Thì như vậy đối với tác động chuyển hóa đường thì cái nhóm thuốc tổng hợp nó hạn chế, nó dễ nguy cơ gây tăng đường huyết hơn so với các thuốc tự nhiên. Về thời gian bán thải thì tất cả các glucocorticoid đều có thời gian bán thải dài, nhưng mà so với thuốc thiên nhiên thì cái nhóm tổng hợp thời gian bán thải dài hơn, và đặc biệt càng dài đối với lại thuốc tổng hợp betamethasone và dexamethasone. Rồi đó là hoạt lực chống viêm, giữ muối nước và chuyển hóa đường. Ngoài ra khi sử dụng glucocorticoid, người ta còn quan tâm một cái hoạt lực nữa, đó là hoạt lực ức chế trục HPA. Rồi chúng ta xem với hoạt lực ức chế trục HPA thì giữa các glucocorticoid nó khác nhau như thế nào. Rồi hoạt lực ức chế trục HPA thì sao các em? Nếu cái trục HPA mà bị ức chế thì cái tuyến thượng thận nó đâu tiết được cortisol đâu. Mà không tiết được thì lâu ngày sẽ dẫn tới suy vỏ thượng thận, suy tuyến thượng thận. Như vậy, hậu quả của việc ức chế trục HPA đó là gây suy tuyến thượng thận. Tại vì cái biết suy vỏ rồi dẫn tới suy tuyến, mà suy tuyến thì thế nào cũng dẫn tới suy thận. Rồi bây giờ chúng ta so sánh hoạt lực về ức chế trục HPA nhé. Hydrocortisone thuốc thiên nhiên có hoạt lực ức chế trục là một. Thì các thuốc tổng hợp như đây, ức chế trục thế nào các em? Nhiều hơn, gấp 4 lần. Thậm chí đối với cái thuốc mà có thời gian bán thải rất dài này này thì hoạt lực ức chế trục càng cao nữa, gấp 30 lần, thậm chí 50 lần so với thuốc thiên nhiên. Như vậy, qua cái so sánh này cho thấy rằng giữa thuốc thiên nhiên và thuốc tổng hợp thì thuốc tổng hợp nguy cơ gây suy vỏ thượng thận cao hơn so với thuốc thiên nhiên. Cho nên khi dùng kéo dài, người ta hạn chế dùng thuốc tổng hợp đó, ta chọn thuốc thiên nhiên hơn vì cái nguy cơ gây suy thượng thận thấp hơn. Rồi đó là bảng so sánh hoạt lực giữa các glucocorticoid. Khi nói về glucocorticoid thì ta biết rồi, đây là một cái nhóm thuốc có nhiều ứng dụng trên lâm sàng. Ví dụ như người ta thường dùng nó làm thuốc chống viêm này, dùng nó làm thuốc chống dị ứng, thuốc ức chế miễn dịch, thuốc trị hen suyễn vân vân, rất là nhiều cái ứng dụng trên lâm sàng. Và trong các cái ứng dụng lâm sàng đó thì tôi sẽ đề cập tới những cái cơ chế đối với những cái ứng dụng trong lâm sàng mà thường dùng nhất. Thì như vậy, sau đây tôi sẽ giới thiệu về các cơ chế tác động của glucocorticoid. Thứ nhất là chống viêm, thứ hai là chống dị ứng, và thứ ba là ức chế miễn dịch. Rồi tôi đi vào một cơ chế tác động của glucocorticoid. Trước hết tôi nói về cơ chế chống viêm. Cơ chế chống viêm của glucocorticoid được minh họa bởi cái bảng ở trên màn hình các em á. Rồi bây giờ trước khi trình bày thì các em đọc cơ qua ha, để có một chút ấn tượng về cái sơ đồ chuyện được cái cơ chế, các xem tụi mình nhận thức như thế nào trước khi tôi giảng. Mời mời các em đọc.
Rồi các em xem xong chưa? Rồi bây giờ đây là cơ chế tác động kháng viêm của glucocorticoid, và trước khi nói về cơ chế chống viêm thì nhắc lại các em vì sao chúng ta bị viêm. Rồi đầu tiên là các em thấy phospholipid, đây là một chất béo có nhiều ở màng tế bào. Chất này dưới tác động của men phospholipase A2 nó sẽ được chuyển hóa thành axit arachidonic. Rồi axit arachidonic dưới tác động của men COX, đúng không? Nó sẽ được chuyển hóa thành prostaglandin. Và khi nó hình thành prostaglandin thì lúc đó trên lâm sàng chúng ta bị viêm. Như vậy nguyên nhân chúng ta viêm là do sự hình thành cái chất trung gian hóa học này kèm prostaglandin. Ngoài ra cũng theo cái sơ đồ này, axit arachidonic dưới tác động của men LOX thì nó sẽ được chuyển hóa thành leukotriene. Và khi nó tạo thành cái chất này thì đây là một cái chất gây co thắt phế quản. Và nó như vậy trên lâm sàng nó sẽ biểu hiện bằng hen suyễn. Như vậy chúng ta bị hen suyễn là do sự hình thành, sự sinh tổng hợp cái chất trung gian hóa học leukotriene. Rồi như vậy qua sơ đồ này chúng ta biết vì sao chúng ta bị viêm. Rồi khi bị viêm các em dùng glucocorticoid. Glucocorticoid sẽ đi vào trong tế bào và nó gắn vào một cái thụ thể. Thụ thể này nó nằm ở trong tế bào và nó điều hòa hoạt động gen. Đây, cái DNA đây nó điều hòa hoạt động, ta gọi đây là thụ thể điều hòa hoạt động gen. Glucocorticoid sẽ gắn vào thụ thể này và tạo thành cái phức hợp giữa thụ thể và glucocorticoid. Phức hợp này nó sẽ làm tăng tổng hợp một cái protein ở trong cơ thể, đó là lipocortin. Lipocortin được tạo sinh ra thì nó sẽ ở đây các em thấy cái mũi tên nó bị chặn lại, có nghĩa là nó ức chế men phospholipase A2. Và khi men này bị ức chế thì nó ngăn sự chuyển hóa, thì cái men này nó bị ức chế rồi mà phải có men này nó mới chuyển hóa chỗ này được, cho nên nó ngăn là cho cái tiến trình chuyển hóa từ phospholipid thành axit arachidonic bị gián đoạn. Mà không có axit này thì sẽ không có sự hình thành prostaglandin cũng như không tạo sinh được leukotriene, và đó là lý do glucocorticoid có tác dụng chống viêm. Rồi như vậy tóm lại ở sơ đồ này, glucocorticoid có tác dụng chống viêm vì nó ức chế sinh tổng hợp prostaglandin. Ngoài ra cũng qua cái sự cơ chế này thì glucocorticoid còn ức chế sinh tổng hợp một cái chất trung gian hóa học nữa, đó là leukotriene. Chất này thì không liên quan tới viêm mà chất này liên quan tới co thắt phế quản. Rồi đây là cơ chế tác động chống viêm của glucocorticoid. Ngoài ra glucocorticoid còn chống viêm theo một cái sơ đồ thứ hai nữa. Đây cũng là một sơ đồ giải thích cơ chế chống viêm của glucocorticoid và cũng tương tự như vậy ha. Các em xem qua cái sơ đồ này trước khi tôi nói. Rồi bây giờ tôi nói về cái cơ chế chống viêm ở cái sơ đồ thứ hai. Cái sơ đồ thứ hai á thì đây là hình ảnh của tế bào T. Đây là tế bào T đó các em, đây là một loại tế bào miễn dịch. Tế bào T ta còn gọi là T cell hay là lymph node T. Đây là một tế bào miễn dịch. Thì bên đây là tế bào ha, đây là màng tế bào và đây là nhân tế bào miễn dịch, tế bào T. Rồi ở đây các em thấy cytokine. Cytokine là gì? Đây là một cái protein. Và cái protein này nó được sản xuất từ bạch cầu. Và khi tiếp xúc với kháng nguyên thì cái protein này sẽ được sản xuất ra. Và khi được sản sinh ra thì cái cytokine này nó sẽ đi vào trong tế bào miễn dịch. Và cái cytokine nó đóng vai trò là truyền đạt các thông tin của hệ miễn dịch, tức là liên quan gì tới miễn dịch là thì có vai trò của cytokine. Thì cytokine nó sẽ đi vào trong tế bào T. Khi đi vào tế bào T thì cytokine sẽ kích thích tế bào T. Và khi nó kích thích tế bào T thì tế bào T sẽ sản sinh ra các yếu tố đáp ứng với viêm. Đó là các yếu tố này nè các em. TNF, IL, MCSS. Đây ở dưới đây có minh họa các cái từ viết tắt ở trên đây. IL đó là từ viết tắt của chữ interleukin. TNF là từ viết tắt của chữ này nè các em. Tumor necrosis factor, yếu tố hủy hoại khối u. MCSF đây, macrophage colony stimulating factor, yếu tố kích thích dòng đại thực bào.
Và khi tế bào T nó sản sinh ra những cái yếu tố này thì đây là những yếu tố gây ra viêm trên lâm sàng. Như vậy đây là những yếu tố viêm do hệ miễn dịch do tế bào T sản xuất. Rồi như vậy chúng ta muốn chống viêm thì chúng ta phải ức chế sự hình thành các cái yếu tố viêm này. Rồi chúng ta dùng cortisone. Thì cortisone cũng đi vào trong tế bào T. Đi vào trong tế bào. Và cụ thể là nó đi vào, ở đây là đi vào tế bào T. Và khi đi vào trong tế bào nó cũng gắn vào thụ thể ở trên tế bào. Cũng là một thụ thể điều hòa hoạt động gen ở tế bào T. Và nó tạo thành phức hợp giữa glucocorticoid và thụ thể. Cái phức hợp này nó sẽ đi vào trong nhân của tế bào T. Và khi đi vào nhân của tế bào T thì lúc này nó sẽ ức chế tế bào T. Và khi tế bào T bị ức chế, bị mất hoạt tính thì tế bào T sẽ ngưng sản xuất các yếu tố viêm này. Và như vậy, cortisone có tác dụng chống viêm. Như vậy tóm lại, cortisone, hydrocortisone hay là glucocorticoid có tác dụng chống viêm vì hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là ở cái hình trước, là do ức chế sự sinh tổng hợp chất trung gian gây viêm prostaglandin. Thì lúc này mình sẽ giải thích theo cái cơ chế này. Ngoài ra, glucocorticoid còn chống viêm do ức chế sự tạo sinh các yếu tố viêm của hệ miễn dịch. Đó là TNF, IL và MCSF. Và lý do mà đã ức chế được sản sinh các yếu tố viêm này là do cortisone ức chế ai? Ức chế cytokine, ức chế tế bào T. Rồi tôi đã giải thích xong cơ chế chống viêm của glucocorticoid. Một cái tác dụng thứ hai được ứng dụng trên lâm sàng của glucocorticoid đó là tác động chống dị ứng. Vậy nhóm thuốc này chống dị ứng theo cơ chế như thế nào? Chúng ta xem cơ chế chống dị ứng. Khi nói tới dị ứng là dị ứng nó chỉ xuất hiện khi nào em? Khi chúng ta tiếp xúc với dị nguyên. Thì các em nhìn ở đây nè, ứng là gì? Là phản ứng. Dị là gì? Là khác. Có nghĩa là gì? Phản ứng xuất hiện trên cơ thể và những phản ứng khác lạ xuất hiện trên cơ thể. Và phản ứng khác lạ chỉ xuất hiện trên cơ thể khi nào? Khi chúng ta phải tiếp xúc với dị nguyên, chứ không thể được tự nhiên mà nó có được. Như vậy đầu tiên muốn có dị ứng phải có sự xâm nhập của dị nguyên. Khi có một dị nguyên xâm nhập vào cơ thể, nếu cơ thể chúng ta không chấp nhận dị nguyên này, nếu chấp nhận thì không có vấn đề, nhưng nếu cơ thể không chấp nhận thì cơ thể sẽ phản ứng bằng cách là sinh ra kháng thể, đó là kháng thể IgE. Các em nhớ nha, cái kháng thể Ig này nó có rất nhiều loại, nó có nhiều lớp lắm, có IgE, IgA, IgG, IgM, rất nhiều loại. Nhưng cái kháng thể mà nó đáp ứng đối với dị ứng á, đối với dị nguyên đó chính là kháng thể IgE. Rồi khi tiếp xúc dị nguyên, cơ thể sẽ sinh ra kháng thể để phản ứng với sự xâm nhập của dị nguyên. Kháng thể IgE sau khi được sinh ra, sau khi được sản, sau khi được giải phóng ra thì nó sẽ gắn vào một trong hai cái tế bào này. Một là tế bào mast, hay còn gọi là tên đầy đủ của tế bào mast đó là mastocyte. Hai là nó gắn vào bạch cầu ưa kiềm gọi là basophil. Và khi nó gắn vào đây như vậy thì cái phức hợp này nó sẽ kích thích một cái men ở trong cơ thể, đó là men phospholipase A2. Khi men này được kích thích, được hoạt hóa thì men này sẽ tác động vào các hạt bào tương của một trong hai tế bào này. Nó sẽ gắn, nó sẽ tác động vào hạt bào tương của những tế bào này. Và khi nó tán vào vào cái hạt bào tương của những tế bào này thì làm cho tế bào này nó vỡ ra. Và khi tế bào này vỡ ra thì nó sẽ phóng thích những chất trung gian hóa học có ở bên trong tế bào. Và một trong những chất trung gian hóa học mà nó phóng thích ra đó là histamine. Và khi histamine được phóng thích ra, đây chính là tác nhân gây dị ứng trên lâm sàng. Như vậy chúng ta bị xuất hiện phản ứng dị ứng thì cái yếu tố mà nó có những tác động đó chính là dị nguyên, nhưng mà nó không phải là nguyên nhân, mà cái nguyên nhân là sự phóng thích histamine từ một trong hai cái tế bào này. Rồi khi em bị dị ứng thì chúng ta dùng glucocorticoid, thì thuốc này có tác dụng ức chế men phospholipase A2, ức chế cái men này. Mà ức chế men này thì sao các em?
ngăn sự hoạt hóa, ngăn sự 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 ngăn sự làm vỡ các cái hạt tế bào này nè. Tại vì cái này là nguyên nhân đi vào cũng hạt bào tử và làm vỡ tế bào, thì bây giờ nó bị ức chế rồi, nó đâu đi vào các hạt bào tử và làm vỡ đâu, cho nên ngăn sự phóng testosterone. Như vậy tóm lại, glucocorticoid chống dị ứng là do ức chế men phospholipase C nên ngăn sự phóng testosterone từ tế bào mát hoặc từ tế bào bạch cầu ưa kiềm. Rồi đó là cơ chế chống dị ứng của glucocorticoid. Đứng về mặt lâm sàng thì hiện nay glucocorticoid với cái cơ chế này thì đây là một thuốc chống dị ứng khá là mạnh. Và thuốc này người ta chỉ chọn lựa để điều trị dị ứng trong những trường hợp dị ứng nặng thôi, đặc biệt chẳng hạn như là sốc thuốc, sốc phản vệ, à, nói chung những phản ứng dị ứng nặng. Rồi bây giờ tôi nói về một cái tác động thứ ba trên lâm sàng của thuốc này, nhóm thuốc này đó là ức chế miễn dịch. Vậy nhóm glucocorticoid ức chế miễn dịch theo cơ chế như thế nào? Chúng ta xem cơ chế ức chế miễn dịch của glucocorticoid. Thế thì glucocorticoid ức chế miễn dịch thứ nhất là do nó ức chế tế bào T. Em đã xem ở cái slide trước đó, ức chế tế bào T và ngăn sự sản sinh các yếu tố viêm đó. Rồi, ức chế hoạt năng của tế bào T, tế bào lymph node T. Ngoài ra nó còn làm giảm hoạt tính của tế bào NK, NK cũng là một tế bào miễn dịch. Tế bào miễn dịch và tế bào này ta gọi là tế bào diệt tự nhiên, natural killer, tế bào diệt tự nhiên. Và tế bào này nó sẽ đóng vai trò là mà bảo vệ cơ thể trong trong trường hợp miễn dịch bẩm sinh. Ngoài ra với cái cơ chế ức chế tế bào T thì glucocorticoid của ít nó còn ức chế sản sinh các yếu tố nữa, các yếu tố miễn dịch như là TNF, như là interleukin, interferon. Rồi tôi đã xong cơ chế tác động của glucocorticoid. Với những vai trò của glucocorticoid, với cơ chế tác động của glucocorticoid, hiện nay nhóm thuốc này có nhiều tác dụng và chúng ta xem tác dụng của glucocorticoid. Glucocorticoid có rất nhiều tác dụng và các tác dụng của glucocorticoid tôi sẽ tóm tắt bằng cái bảng sau đây. Thì các em thấy ở trên cái bảng này nó có các cái cột, cột đầu tiên là cột tác dụng, đây là các tác dụng. Đây là nó tác dụng trên các cái tổ chức và trên các cái chất chuyển hóa. Thì trong các cái tác dụng này thì có tác dụng làm tăng, có tác dụng làm giảm. Và kết quả lâm sàng thì căn cứ vào cái tác động trên những cái tăng giảm trên những cái tổ chức như thế này thì cái hậu quả lâm sàng thì có thể là nó có lợi. Nếu nó có lợi thì nó sẽ là trị định. Còn nếu nó bất lợi thì nó sẽ là gì? Nó là tác dụng phụ. Rồi bây giờ chúng ta điểm xem qua từng tác dụng một nhé. Đầu tiên là chúng ta xem tác động từ lysine tới điện giải này ta gọi là tác động trên chuyển hóa. Trên chuyển hóa. Giờ trước nhất chúng ta xem tác động trên sự chuyển hóa lysine. Thì đối với quá trình chuyển hóa lysine thì glucocorticoid nó làm tăng chuyển hóa và trong quá trình chuyển hóa lysine đó nó làm tăng tổng hợp glucose. Và khi tăng tổng hợp glucose thì làm cái nồng độ glucose trong cơ thể tăng cao lên. Như vậy nguy cơ dẫn tới gì kia? Tăng đường huyết, tăng đường niệu. Và này, cái điều này là một điều chúng ta không mong muốn, cho nên cái này nó sẽ là tác dụng phụ của nhóm glucocorticoid. Thứ hai, trên sự chuyển hóa protein. Nhóm thuốc này có tác dụng làm giảm tổng hợp protein. Mà các em biết rồi, protein đây là một cái ion, à là xin lỗi, là một cái chất đạm. Và cái chất này nó có đóng vai trò là giúp tạo cơ. Như vậy nếu nó giảm tổng hợp protein thì dẫn tới gì kem? Teo cơ. Teo cơ. Cho nên kem để ý á, cái người mà dùng glucocorticoid còn thì quyết vào ngày dài ngày á, cái cơ họ teo. Tay chân họ nhỏ xíu à. Nhưng mà ngược lại cái gì nữa họ mập lên kem? Bột mỡ. À, chuyển hóa lipid. Nó lại làm tăng chuyển hóa lipid, tăng giải phóng lipid và tăng dự trữ lipid ở các mô. Cho nên mấy cái người mà dùng glucocorticoid dài ngày ấy, em thấy cái bụng họ bự lắm, cái mặt họ cũng rất là tròn, mập, cổ vai gáy đầy đặn á, đó là do mỡ đó đâu. Nhưng mà te, cơ chi thì lại teo liên quan tới điều này, mà mặt này, bụng này, cổ vai gáy thì lại mập, à, lại liên quan tới điều này. Và trên lâm sàng á,
cái dấu hiệu của một cái người mà bị ứ mỡ ở những cái tổ chức như vậy, ta gọi đó là hội chứng Cushing. Rồi đối đó là chuyển hóa ba cái chất dinh dưỡng này. Giờ đối với sự chuyển hóa các chất điện giải, tức là muối đó các em, thì đối với ion natri thì glucocorticoid lại tăng giữ natri trong cơ thể. Cái giữ natri nó tăng tái hấp thu natri cho cơ thể, và các em biết rồi, natri là ion kiểm soát nước, cho nên tăng giữ natri có nghĩa là tăng giữ gì các em, giữ nước. Cho nên với cái tác dụng này thì nó sẽ nguy cơ gây trên lâm sàng đó là gây phù, gây cao huyết áp. Còn ngược lại đối với kali thì nó lại làm tăng thải kali, làm tăng thải canxi. Đối với kali này, tăng thải kali thì sao? Em biết rồi, kali là một ion đóng vai trò là gì? Dẫn truyền thần kinh cơ. Cho nên thiếu ion kali thì sao? Yếu cơ. Người đó sẽ bị yếu cơ. Em thấy khác trên đây nha. Trên đây là teo cơ, còn đây là yếu cơ, giảm phản xạ xương cơ. Còn đối với canxi nó làm tăng thải. Canxi thì các em biết rồi, đây là ion cần thiết để tạo nên cái độ, là một chất khoáng cần thiết cho xương để tạo nên độ chắc, độ cứng cho xương. Mà đây là tăng thải canxi, như vậy xương thế nào các em? Xương sẽ bị giòn, mỏng, dễ gãy, gọi là loãng xương. Rồi, như vậy với tác động trong quá trình chuyển hóa điện giải như thế này thì kết quả trên lâm sàng đó là đối với natri đó là phù cao huyết áp. Đối với kali đó là làm mất kali, làm yếu cơ, giảm phản xạ xương cơ. Đối với canxi đó là gây loãng xương. Rồi chúng ta xem tiếp tác dụng trên các mô liên kết. Mô liên kết thì glucocorticoid làm giảm tổng hợp một cái chất đóng vai trò liên kết các nội mô lại với nhau, đó chính là collagen. Chính là collagen. Rồi đây là một cái chất liên kết, và cái chất này nó giúp tạo nên độ săn chắc của xương, của da, và nó liên kết các cái mạch máu, cho nên thiếu collagen cũng dễ gây sức huyết. Rồi với cái tác động này thì sao? Vì nó giảm tạo cái collagen trên sự liên kết giữa các cái nội mô nó kém đi, cho nên dẫn tới hiện tượng gì là mỏng da, teo da, chậm liền xẹp các vết thương. Thì đó là cái tác dụng không mong muốn. Nhưng bên cạnh đó, chính vì nó làm chậm liền xẹp, nó làm mỏng cái da nó đi, cho nên người ta lại ứng dụng để điều trị gì nào các em? Sẹo lồi, bạc sừng, cho mấy người bị cái chứng mà ta gọi là chứng dày sừng đó. Ta dùng đó. Thì như vậy với cái tác động giảm tạo collagen thì nó có thể là tác dụng phụ mà cũng có thể là chỉ định cho mình chỉ ứng dụng để làm để điều trị. Trên máu, glucocorticoid làm tăng tổng hợp hồng cầu, nhưng ngược lại lại làm giảm tổng hợp bạch cầu và ức chế các tế bào lympho, đặc biệt là lympho T. Và đối với cái tác dụng trên máu ở những cái tổ chức như thế này á, thì người ta ứng dụng trên lâm sàng để dùng để điều trị ung thư máu liên quan tới tăng tổng hợp hồng cầu. Còn đối với giảm tổng hợp bạch cầu và lympho thì người ta dùng để điều trị các cái bệnh u ở những tổ chức này, chẳng như là bệnh bạch cầu, tức là ung thư ở bạch cầu và cái ung thư máu đấy, vừa ta gọi là ung thư máu trắng á và u lympho. Đối với lại tác động kháng viêm thì glucocorticoid có tác dụng kháng viêm, lý do là do nó làm giảm sinh tổng hợp cái yếu tố gây ra viêm. Thứ nhất, prostaglandin, thì chắc em nhớ rồi ha, ở cái cơ chế kháng viêm á liên quan là do giảm tổng hợp prostaglandin. Còn nó cũng ảnh hưởng tới cytokine nữa, liên quan tới cơ chế thứ hai chống viêm mà liên quan tới miễn dịch, đó là do ức chế cytokine cho nên dẫn tới ức chế tế bào T. Rồi với cái tác động ức chế những cái yếu tố gây viêm như thế này, cho nên đây là một cái có lợi, và hiện nay trên thị trường, trên lâm sàng người ta sử dụng làm thuốc chống viêm. Đối với hệ miễn dịch thì glucocorticoid giảm tổng hợp kháng thể, bổ thể, giảm hoạt hóa tế bào T. Và với cái tác động này thì nó sẽ làm cho hoạt động của hệ miễn dịch như thế nào các em? Ức chế hệ miễn dịch, tên gọi là ức chế miễn dịch. Và với tác động ức chế miễn dịch thì điều này tốt hay xấu? Thứ nhất, xấu. Xấu là bởi vì sao? Vì nó ức chế cái hoạt năng miễn dịch, thì như vậy là nó sẽ ức chế
khả năng tự vệ của cơ thể đối với những chất lạ xâm nhập. Cho nên dùng nhóm thuốc này dài ngày chúng ta dễ bị bội nhiễm. Tiêu nhiễm cái gì? Những vi khuẩn, những nấm, những ký sinh trùng, những virus. Nhưng ngược lại, với cái tác động ức chế miễn dịch lại có lợi trong một số trường hợp. Ví dụ những người mắc bệnh tự miễn. Những người mắc bệnh tự miễn thì chính cái tác động ức chế miễn dịch nó sẽ làm giảm cái hoạt hóa cái hệ miễn dịch. Hay là trong trường hợp mấy người ghép tạng á các em, khi ghép tạng hay có hiện tượng là thải ghép. Và nguyên nhân của sự thải ghép này cũng là do hệ miễn dịch hoạt động quá độ. Quá nhạy cảm đi, thấy một cơ quan lạ không chấp nhận, tống nó ra ngoài. Cho nên giờ chúng ta dùng nhóm thuốc này vô nó ức chế miễn dịch để làm cho cái hoạt động hệ miễn dịch nó giảm đi và nó dễ dàng chấp nhận cái cơ quan ghép đó. Như vậy với tác động ức chế miễn dịch do tạm tổng hợp kháng thể bổ thể thì nó vừa có lợi và vừa là bất lợi. Có lợi đó là gì? Người ta ứng dụng để điều trị một số các bệnh do hệ miễn dịch hoạt động quá độ như là hiện tượng thải ghép với người ghép tạng hoặc là điều trị các bệnh tự miễn. Nhưng cái tác động ức chế miễn dịch này nó cũng là gây ra độc, gây tác dụng phụ, đó là dễ làm cho chúng ta bị bội nhiễm, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, v.v. Trên thần kinh trung ương, thuốc có tác động kích thích thần kinh trung ương. Và khi hệ thần kinh trung ương nó được kích thích, được kích thích như vậy thì nó sẽ làm tăng hoạt năng của hệ thần kinh trung ương và dẫn tới gì nào? Hoang tưởng, sảng khoái, bồn chồn, kích động, lo âu, trầm cảm. Trên dạ dày thì glucocorticoid nó làm tăng tổng hợp cái yếu tố hủy hoại dạ dày, đó là tăng 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 tiết HCL từ dịch vị. Nhưng ngược lại nó lại làm giảm tổng hợp các yếu tố bảo vệ dạ dày như là các chất nhầy, giảm tiết các chất nhầy, giảm tổng hợp prostaglandin đi. Như vậy nó làm mất cân đối giữa hai quá trình này. Nghĩa là cái quá trình hủy hoại nó lại gia tăng và có tác dụng khác. Ngoài ra glucocorticoid nó còn giảm tăng sinh tổng hợp leukotriene, giảm phóng thích histamine từ tế bào mast và bạch cầu cơ kỳ. Và khi nó giảm những cái chất trung gian hóa học này thì trên lâm sàng người ta ứng dụng để điều trị. Thứ nhất với leukotriene người ta dùng để điều trị hen suyễn, với histamine người ta dùng để điều trị dị ứng. Rồi, tôi đã điểm qua dụng của glucocorticoid. Hiện nay thì glucocorticoid người ta có ứng dụng nhiều trong điều trị lắm, và chúng ta xem qua một số chỉ định của glucocorticoid. Nhất là chỉ định nguyên nhân là do thiếu hormone, chỉ định cho những cái bệnh lý liên quan tới việc thiếu hormone. Ta gọi là điều trị do để thay thế do thiếu hormone. Vậy người ta chỉ định trong bệnh lý gì? Thứ nhất, suy thượng thận. Suy thượng thận thì nó có hai loại là suy thượng thận mãn và suy thượng thận cấp. Nhưng trước hết tôi nói về suy thượng thận mãn. Suy thượng thận mãn thì nó có biểu hiện triệu chứng là gì? Đó là suy nhược này, kém ăn, giảm cân, tụt huyết áp, vân vân và nhiều triệu chứng nữa. Rồi tùy theo cái nguyên nhân của suy thượng thận mãn người ta lại chia làm hai loại. Loại thứ nhất ta gọi là suy thượng thận mãn nguyên phát, hay còn gọi là bệnh Addison. Em nhớ nha, cái Addison là tên của tác giả và cái người, cái ông bác sĩ đã nghĩ ra cái căn bệnh này, cho nên người ta gọi bệnh này là bệnh Addison. Suy phát, chữ phát này có nghĩa là xuất phát, nguyên là tại chỗ đó em, nguyên là chính tại chỗ. Như vậy nguyên phát là gì? Đây là một cái bệnh lý suy thượng thận mà nguyên nhân của nó là xuất phát ngay tại tuyến thượng thận. Có nghĩa là suy thượng thận nguyên phát là suy thượng thận mà nguyên nhân là do tổn thương ngay tại tuyến, do tuyến thượng thận, do cái vỏ thượng thận nó bị rối loạn. Và lý do để nó bị rối loạn có nhiều lý do. Có thể là do chúng ta bị nhiễm khuẩn, chẳng hạn như nhiễm vi khuẩn lao. Cũng có thể là do chúng ta bị ung thư ngay cái vỏ thượng thận. Hoặc cũng có lý do là do bệnh tự miễn, do chính hệ miễn dịch tấn công phá hủy cái vỏ thượng thận. Thì những trường hợp này là nguyên nhân dẫn tới tổn thương ngay tại tuyến và loại này ta gọi là suy thượng thận nguyên phát. Thì đối với loại này thì triệu chứng nó giống như ở trên đó các em, cũng là suy nhược này, cũng kém ăn, giảm cân, tụt huyết áp, nhưng nó có kèm thêm một cái biểu hiện nữa, đó là da chúng ta sạm màu dần
mặc dù chúng ta không hề đi nám mà da nó cứ sập đen lại, thì loại này ta gọi là suy thượng thận mạn nguyên phát. Thì đối với suy thượng thận mạn nguyên phát đó các em, thì cái tuyến thượng thận nó bị tổn thương rồi này, do ngay tại tuyến thượng thận nó bị tổn thương, và tuyến thượng thận tuyệt tổn thương thì cái vỏ thượng thận nó đâu tiết đủ các nhóm chất nội tiết đâu, trong đó có glucocorticoid, trong đó có mineralocorticoid. Cho nên đối với loại suy thượng thận này thì em phải bổ sung cả hai nhóm chất nội tiết. Thứ nhất em phải bổ sung glucocorticoid, và người ta thường bổ sung hydrocortisone với liều như thế này là 20 đến 30 mg, ta dùng liều này thôi, liều thấp thôi, và chúng ta uống. Và khi uống thì chúng ta chia cái liều này đã làm hai lần trong ngày. Và khi chia ra thì các em nhớ liều buổi sáng phải gấp đôi so với liều buổi chiều, tại vì buổi sáng tiết nhiều hơn hơn là buổi chiều. Thì ví dụ như chúng ta dùng liều 30 đi, thì sáng chúng ta dùng 20 và chiều chúng ta dùng 10. Và các em nhớ nha, nhớ thời điểm uống. Sáng uống vào lúc mấy giờ? 7-8 giờ. Chiều 2-3 giờ chiều. Rồi, ngoài việc bổ sung glucocorticoid, tức là hydrocortisone, còn phải bổ sung cả mineralocorticoid nữa. Rồi, và người ta phải phối hợp thêm một cái mineralocorticoid đó là fluorocortisone. Và cái thuốc này thì chúng ta chỉ cần uống ngày một lần thôi vào buổi sáng. Rồi, như vậy chúng ta đã có cái suy thượng thận nguyên phát. Chúng ta phải bổ, bắt buộc đối với trường hợp này phải bổ sung nội tiết tố của bạn thượng thận. Trường hợp thứ hai cũng là suy thượng thận mạch mạn, nhưng mà gọi thứ này mà nguyên nhân xuất phát từ bên ngoài tuyến thượng thận, thứ là phụ đó các em, phụ chứ không phải chính ngay tại tuyến thượng thận mà bên ngoài của tuyến thượng thận, thì gọi là thứ phát. Và bên ngoài của tuyến thượng thận là do là tuyến nào? Là cái tổ chức phải chi phối hoạt động của tuyến thượng thận. Và tổ chức chi phối hoạt động của tuyến thượng thận đó là vùng dưới đồi hoặc là tuyến yên. Như vậy suy thượng thận thứ phát là suy thượng thận nguyên nhân là do rối loạn ở vùng dưới đồi hoặc rối loạn ở tuyến yên. Và thường á, là nó xảy ra ở tuyến yên. Nguyên nhân thường là do rối loạn tuyến yên. Rồi triệu chứng của cái thứ phát thì thế nào? Triệu chứng của thứ phát thì nó là cái triệu chứng ôm chung của suy thận mạn thượng thận mạn suy thượng thận mạn đó các em, nó là triệu chứng chung này. Đây là triệu chứng chung của tất cả các suy thượng thận mạn của cả hai trường hợp, nhưng mà nguyên phát thì có thêm da sạm đen, còn thứ phát thì không có da sạm đen, chỉ có cái triệu chứng trên này thôi. Rồi đối với thứ phát đó các em, cái nguyên nhân của cái thứ phát này là cái tuyến thượng thận vẫn còn hoạt động mà chỉ có tổn thương ở tuyến gì, tuyến yên, chỉ có tổn thương ở tuyến yên. Cho nên đối với lại thứ phát á, thì cái tuyến thượng thận nó vẫn còn hoạt động, cho nên nhưng mà do tuyến yên nó bị tổn thương cho nên cái việc tiết ACTH nó bị kém, cho nên làm cho cái tuyến thượng thận nó giảm tiết. Và đối với suy thượng thận thứ phát thì người bệnh chỉ có thiếu hụt glucocorticoid thôi. Cho nên về vấn đề điều trị, chúng ta chỉ bổ sung đây, điều trị như nguyên phát nhưng không có mineralocorticoid, nghĩa là chúng ta chỉ dùng cái hàng này thôi, tức là chỉ bổ sung glucocorticoid chứ không cần bổ sung chất này. Rồi tôi đã xong suy thượng thận mạn. Trường hợp thứ hai là suy thượng thận cấp. Suy thượng thận cấp là sao? Tức là chúng ta thiếu hụt cái glucocorticoid một cách đột ngột. Và khi thiếu hụt đột ngột nó lên một cái triệu chứng nặng rầm rộ, nguy hiểm tới tính mạng, thì ta gọi là suy thượng thận cấp. Và triệu chứng của cấp nó rầm rộ hơn, nó nguy hiểm hơn, đó là gì nè? Giảm lưu lượng máu, trụy tim mạch, rồi cũng tụt huyết áp. Còn mấy cái này, dấu hiệu này thì nó cũng giống như suy thượng thận mãn thôi, nhưng mà cái triệu chứng nó rầm rộ hơn, nó nặng hơn và nó liên quan tới sinh mạch. Thì đối với suy thượng thận cấp này nè các em, thì người này đã thiếu hụt glucocorticoid một cách đột ngột, cho nên vì vậy mình phải bổ sung glucocorticoid ngay cho bệnh nhân. Nhưng mà nhưng mà thiếu đột ngột mà lại thiếu số lượng lớn nữa, cho nên mình phải dùng liều cao. Đối với suy thượng thận cấp phải bổ sung glucocorticoid liều cao, và đồng thời là vì thiếu đột ngột cho nên mình phải làm sao đưa nhanh vào trong cơ thể, cho nên phải dùng vào đầu tiên. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta phải dùng liều cao
và cũng sử dụng hydrocortisone, nhưng mà lúc này là tiêm tĩnh mạch. Và liều cao là liều bao nhiêu? 100 mg, cứ mỗi 8 giờ chúng ta tiêm truyền cho bệnh nhân. Và đồng thời phải kết hợp thêm một cái dung dịch tiêm truyền nữa, trong đó có chứa natri chloride đặng chương và glycosa đặng chương. Lý do mà chúng ta phải thêm cái này là vì sao? Là vì chỗ này là các em suy thượng thận cấp, nó ảnh hưởng trên tim mạch, nó làm giảm lưu lượng máu, làm trụy tim mạch và nó làm giảm quá trình tuần hoàn. Mà nếu cái quá trình tuần hoàn mà giảm máu không lưu thông nữa thì chắc chắn ảnh hưởng tới sinh mạch, cho nên mình phải nhanh chóng hồi phục cái thể mạch cho bệnh nhân. Mình phải nâng cái thể tích huyết tương lên, và người ta dùng cái dung dịch này nhằm mục đích để nâng cái thể tích huyết tương, tăng áp suất thẩm thấu để phục hồi thể tích mạch. Rồi chúng ta truyền như này đến bao giờ? Cho đến khi nào qua cơn cấp. Chúng ta cứ truyền liên tục, cứ mỗi 8 giờ truyền cái cặp này này, cho đến khi mà bệnh nhân qua cơn cấp, tức là bệnh nhân bắt đầu bình phục, không còn cái biểu hiện của triệu chứng cấp nữa, thì lúc đó chúng ta ngưng không truyền nữa và chuyển sang uống thêm 5 ngày. Rồi, đó là suy thượng thận cấp. Rồi, như vậy tôi đã xong cái chỉ định thứ nhất là suy thượng thận. Rồi tôi nhắc lại nha, suy thượng thận đây là một bệnh lý liên quan tới thiếu hormone, vì cái tuyến thượng thận đã bị tổn, mình nó hoạt động kém rồi, cho nên dẫn tới không tiết đủ thì buộc lòng em phải bổ sung thôi. Thì suy thượng thận người ta chia làm hai loại là suy thượng thận cấp, suy thượng thận mãn. Rồi trong suy thượng thận mãn lại chia tiếp nữa, căn cứ vào nguyên nhân lại chia làm hai loại là mãn nguyên phát và mãn ứng phát. Rồi bây giờ tôi sang một cái chỉ định thứ hai cũng liên quan tới thiếu hormone luôn, ta gọi là chứng tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, và cái từ này nè, cái bệnh này được dịch ra từ cái từ gốc là chỗ này nè em, congenital adrenal hyperplasia, đây có nghĩa là tăng sản thượng thận bẩm sinh. Và bệnh này ta còn gọi là bệnh CAH, là do ta biết tắt từ những cái chữ này nè các em, à gọi là bệnh CAH. Rồi các em nghe qua các em có thấy lạ không? Thiếu hormone thường phải là suy thượng thận với thiếu đúng không? Và đây tại sao tăng sản mà lại thiếu? Nghe hơi lạ không nào? Rồi như vậy chúng ta biết, nhưng muốn để tìm hiểu tại sao cái chứng này lại là gọi là thiếu hormone thì chúng ta phải xem cơ chế bệnh. Rồi bây giờ các em nhớ lại nha, vỏ thượng thận nó tiết ra ba nhóm chất nội tiết, và ba nhóm chất nội tiết đó là những chất gì? Đó là những chất, thứ nhất mineralocorticoid với chất điển hình là aldosterone, nhóm chất thứ hai là glucocorticoid với chất điển hình là cortisol, và nhóm chất thứ ba là androgen với chất điển hình là testosterone. Rồi các em nhìn trên màn hình, vỏ thượng thận sẽ tiết ra ba nhóm chất nội tiết. Thứ nhất, aldosterone đại diện cho mineralocorticoid. Nhóm chất thứ hai là cortisol đại diện cho glucocorticoid, và nhóm chất thứ ba là testosterone đại diện cho androgen. Đây là ba chất nội tiết được tiết ra từ vỏ thượng thận. Và các chất nội tiết này muốn được tạo ra phải nó phải nó phải được tạo sinh từ một cái tiền chất, đó là pregnenolone. Đối với aldosterone và cortisol, để tạo ra được hai chất này thì cần phải có một cái men, men này nè các em, 21 beta hydroxylase. Phải cần có cái men này, 21 beta hydroxylase. Còn trong khi đó để tạo sinh được testosterone thì không cần có cái men này. Và cái chứng tăng sản vỏ thượng thận này chỉ xảy ra đối tượng nào? Bẩm sinh. À, ra. Như vậy bẩm sinh ra ở một số trẻ nó bị thiếu một cái men này, men 21 beta hydroxylase. Mà thiếu cái men này thì sao em? Thì không tổng hợp được androsterone và không tổng hợp được cortisol, nhưng mà tổng hợp cái này được không? Được. Chỉ có thiếu hụt hai cái chất này thôi. Mà thiếu hụt hai cái chất này thì sao? Thì chúng ta phải nhớ tới cơ chế điều hòa ngược.
Khi nó bị thiếu hụt thì cơ chế điều hòa ở đây nó sẽ được phát huy tác động. Và lúc này sẽ xuất hiện cơ chế điều hòa ngược dương tính hay âm tính. Ở đây là thiếu, như vậy sẽ xuất hiện cơ chế điều hòa ngược dương tính. Và khi xuất hiện cái cơ chế điều hòa ngược dương tính này thì lúc này nó sẽ làm gì? Kích thích vùng dưới đồi, kích thích tuyến yên. Và khi những cái tổ chức này được kích thích thì nó sẽ làm tăng tiết cái gì các em? ACTH. Và khi nó tăng tiết ACTH thì nó làm gì? Nó sẽ kích thích vỏ thượng thận. Và khi vỏ thượng thận bị kích thích thì nó sẽ tăng sản cái gì? Testosterone. Chứ nó không tiết ra được hai cái này. Vì sao? Vì thiếu cái men này, không tiết được. Cho nên sự tăng sản này á, đúng không? Khi em kích thích có nghĩa là tăng sản cái vỏ thượng thận, làm cho vỏ thượng thận phải làm việc nhiều hơn. Cho nên đó là lý do nó phát triển sự tăng sản. Nhưng mà sự tăng sản này chỉ làm tiết ra cái chất gì? Testosterone. Như vậy qua cơ chế này các em thấy rõ ràng cái chứng tăng sản này ở ở bệnh nhân này cũng thiếu hụt hai cái nội tiết tố này, cho nên được trong điều trị là phải bổ sung hai nội tiết tố này. Rồi bây giờ chúng ta nhìn ở đây, khi cái tăng sản vỏ thượng thận thì nó là càng làm gia tăng tiết testosterone. Mà em biết rồi, testosterone là gì? Đây là một nội tiết tố nam, nội tiết tố nam. Và khi nó tiết tăng tiết thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Nam hóa ở đứa trẻ. Ví dụ nếu ở trẻ trẻ nam, nếu mà có năm năm đứa bé nam á thì nó gây có cái gì, có dấu hiệu đó là gì? Tăng sức tăng trưởng rất là nhanh, bé lớn rất là nhanh. Nhưng ngược lại ở bé gái thì nó lại có hiện tượng gì? Tăng sự phát triển của cơ bắp của và nó làm cho rộng lông ở bé. Lúc này ta gọi đây là một bệnh lý liên quan tới thực thật, nó tăng sản vỏ thực thật. Nhưng cái biểu hiện trên lâm sàng thì lại biểu hiện trên sinh dục, chúng ta gọi đây là hội chứng sinh dục thượng thận. Rồi đó là chứng tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Và qua cái cơ chế tôi đã trình bày thì các em thấy rằng đây là một cái bệnh lý cũng làm thiếu hụt hai cái nhóm chất nội tiết của cơ thể, đó là mineralocorticoid và glucocorticoid. Cho nên đối với bệnh lý này mình cũng phải bổ sung các nhóm chất nội tiết này. Rồi bây giờ điều trị nè, trước hết ta phải bổ sung glucocorticoid, đó là người ta dùng hydrocortisone với cái liều như thế này. Lý do phải tính theo kilo cân nặng, vì là trẻ em bẩm sinh trẻ sơ sinh, cho nên phải tính theo cân nặng, kilo cân nặng. Và sau khi tính liều ra rồi thì chúng ta cũng chia làm hai lần uống trong ngày, người ta để hai ba lần nhưng mà thường đúng hai lần thôi, nhớ sáng nhớ chiều. Và khi chia ra thì cũng phải nhớ liều buổi sáng phải gấp đôi so với liều buổi chiều, và nhớ đừng quên thời gian uống. Thứ hai là phải bổ sung cái nhóm này mineralo, và người ta thường dùng fluorocortisone với liều như thế này. Rồi như vậy chúng ta đã xong cái nhóm chỉ định đầu tiên là chỉ định thay thế do thiếu hormone của vỏ thượng thận. Như vậy tôi đã trình bày hai cái bệnh lý mà thiếu hormone vỏ thượng thận mình phải bổ sung nội tiết tố vỏ thượng thận, đó là suy thượng thận và thứ hai tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh. Rồi bây giờ tôi đi vào cái nhóm chỉ định thứ hai. Nhóm chỉ định thứ hai là nhóm chỉ định dành cho một số các bệnh lý không liên quan tới thiếu hormone, người này không có thiếu nhưng mà do tác động của nó cho nên mình chỉ định trong một số loại bệnh lý khác nữa. Rồi bây giờ chúng ta xem các chỉ định với cái mục đích không phải thay thế hormone. Chỉ định đầu tiên kích thích sự trưởng thành của phổi bào thai, có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng thuốc này chỉ dùng cho ai? Phổi bào thai. Vậy thuốc này chỉ dùng cho đối tượng nào? Sản phụ. Chỉ dùng cho sản phụ. Và những sản phụ nào sẽ dùng? Đó là những sản phụ có nguy cơ sinh non, hoặc là những sản phụ mà nghe tim thai, nghe thai đó người ta thấy có dấu hiệu suy hấp thì người ta phải dùng để kích thích sự hoạt động của phổi. Và lý do người ta dùng glucocorticoid để mà cho cái chỉ định này là bởi vì glucocorticoid có tác dụng tạo cái sự phát tăng. Đây là một cái chất diễn hóa, nó có tác dụng kích thích sự thở, kích thích hoạt động của phổi. Cho nên đó lý do người ta dùng glucocorticoid trong mục đích này. Và
cái thuốc trong cái nhóm glucocorticoid mà dùng cho cái chỉ định này đó là ta dùng betamethasone. Ta dùng betamethasone, ta tiêm bắp. Liều là 12 mg. Và tiêm hai mũi. Hai mũi này cách nhau 24 giờ, tức là ngày hôm trước tiêm, ngày hôm sau tiêm. Dạ. Thì nó sẽ có tác động kích thích sự trưởng thành của phổi và thai. Và thời điểm tiêm đó là trước tuần 34 của thai kỳ. Rồi, tôi đã xong cái chỉ định thứ nhất. Kích thích sự trưởng thành của phổi và thai. Một cái chỉ định thứ hai nữa là cho các cái bệnh lý liên quan tới miễn dịch. Glucocorticoid có tác động ức chế miễn dịch. Cho nên người ta dùng cho những cái bệnh lý mà cái hoạt động quá độ của hệ miễn dịch, ta gọi là tình trạng cường miễn dịch, người ta dùng nó để ức chế cái hoạt năng của hệ miễn dịch. Ví dụ, đó là một số các cái bệnh lý người ta gọi chung là bệnh tự miễn. Ví dụ, lupus ban đỏ, thận hư nhiễm mỡ, viêm khớp dạng thấp, viêm da cơ địa, xuất huyết giảm tiểu cầu, viêm cầu thận cấp, vân vân. Đó là các bệnh tự miễn. Một chỉ định nữa người ta dùng trong trường hợp chúng ta bị dị ứng này, hen suyễn. À rồi, người ta cũng dùng nhóm thuốc glucocorticoid chống viêm, thì các em biết rồi, đây là nhóm thuốc có tác động chống viêm cũng và cũng được ứng dụng nhiều trong điều trị chống viêm. Chống thải ghép thì cái này nó cũng liên quan tới giống tương tự như trên, nó đang ức chế miễn dịch. Hiện tượng thải ghép cũng là một hiện tượng cường miễn dịch, do hoạt động của hệ miễn dịch chống lại cái cơ quan ghép, thì chúng ta với cái tác động ức chế miễn dịch thì nó sẽ giảm cái hoạt năng của hệ miễn dịch và giúp cho cơ thể chấp nhận cái tổ chức ghép hơn, cho nên thường được dùng trong chống thải ghép. Và khi dùng trong chống thải ghép thì người ta hay kết hợp với nhiều thuốc đó. Ngoài việc dùng glucocorticoid, người ta còn phải phối hợp thêm một số thuốc ức chế miễn dịch khác nữa. Một chỉ định nữa là dùng để trong điều trị ung thư, thì ung thư chỉ có nó dùng cho một số loại ung thư thôi, ví dụ như hiện nay ta thường dùng trong trường hợp ung thư máu, thứ hai là bệnh bạch cầu, u lympho, hoặc là ngoài ra có thể dùng trong một số các cái biến chứng của ung thư, chẳng như là mấy người bị phù não hay là những người bị nôn ói nhiều, trong trường hợp ung thư người ta cũng dùng glucocorticoid. Và một chỉ định nữa liên quan tới các bệnh lý về da như là viêm da, hay là chẳng hạn như là những người bị dày sừng da, ta dùng vô để làm tiêu sừng, mặt sừng, mỏng sừng. Rồi đó là các chỉ định của glucocorticoid. Rồi bây giờ cô sẽ đi vào phần tác dụng phụ. Tác dụng phụ của glucocorticoid thì glucocorticoid có nhiều tác dụng phụ lắm, và bài học này đề cập tới 6 cái tác dụng phụ sau đây. Thứ nhất, tác động trên sự tăng trưởng của trẻ em. Thứ hai là gây loãng xương. Thứ ba là loét dạ dày tá tràng. Thứ tư là tác dụng phụ do dùng glucocorticoid tại chỗ. Thứ năm là ức chế chụp HPA, và cuối cùng là hội chứng Cushing. Và bây giờ tôi sẽ điểm qua từng tác dụng phụ. Mỗi một tác dụng phụ tôi sẽ nói cơ chế vì sao xảy ra tác dụng phụ đó và cách khắc phục nha. Ở mỗi một tác dụng phụ sẽ trình bày hai vấn đề. Bây giờ tôi đi vào tác dụng phụ đầu tiên, đó là ảnh hưởng trên sự tăng trưởng của trẻ em. Có nghĩa là nhóm thuốc này nếu dùng ở trẻ thì có nguy cơ trẻ em sẽ bị chậm sự phát triển, đặc biệt là phát triển chiều cao, phát triển của xương, của cơ. Và cơ chế mà nó làm chậm sự tăng trưởng của trẻ em được minh họa bằng cái hình sau đây. Rồi cũng mời các em xem trước, đọc qua sơ trước trước khi tôi nói. Rồi các em thấy nè, đây là sơ đồ giải thích, đây là cái sơ đồ giải thích vì sao nó ảnh hưởng trên sự tăng trưởng của em. Nói sự tăng trưởng là nói tới sự phát triển của gì đấy em, xương của gì đấy, cơ. Rồi bây giờ trên màn hình các em thấy này, lý do vì sao mà nó ảnh hưởng trên sự tăng trưởng của cơ, các em, của xương cơ, thì các em cứ lần theo mũi tên, đây là xương và cơ, là các em lần theo mũi tên ngược lại thì em sẽ biết được nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu. Đây, em đi theo mũi tên ngược lại ha, mũi tên ngược lại, ngược lại, ngược lại, cuối cùng nó lên đây. Rồi như vậy chúng ta thấy sự phát triển của xương cơ là nhờ cái gì, nhờ các chất nội tiết. Đầu tiên là vùng dưới đồi, rồi các em nhớ ở đây mình có những cái chữ viết tắt này này, và tên và từ đầy đủ của những chữ viết tắt nó được minh họa trong cái ô này. Rồi mình về cái em đọc ha. Rồi đầu tiên này, đây là vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi sẽ tiết ra một cái chất nội tiết, đó là GHRH.
cái chất này được tiết ra nó sẽ kích thích tuyến yên, tiết ra GH, còn gọi là nội tiết tố tăng trưởng. Nội tiết tố tăng trưởng được tiết ra từ GH, nó sẽ kích thích tế bào gan, tiết ra IGF-1. Đây, IGF-1 là cái chất này này, là yếu tố tăng trưởng tương tự như insulin. Và IGF-1 còn có tên khác, đó là somatomedin C. Rồi cái IGF-1 này sau khi được tạo sinh ra từ tế bào gan dưới tác động của GH, thì IGF-1 nó sẽ tác động trên xương, trên cơ và gây sự phân bào ở những tổ chức này. Và khi những cái tổ chức này nó phân bào thì nó giúp cho sự tăng trưởng chiều cao và tăng trưởng cả về mặt cơ luôn, cả bề ngang luôn. Cái này thì tăng trưởng chiều cao, còn lại cái này tăng trưởng về cái cơ bắp. Rồi như vậy sự tăng trưởng xương của bé là nhờ IGF-1, hay sự phát triển cơ bắp cũng nhờ IGF-1. Khi chúng ta sử dụng glucocorticoid thì cái nhóm thuốc này nó có tác động ức chế sự tạo sinh IGF-1 từ tế bào gan, mà cái chất này bị ức chế không được, không có, thì dẫn tới ngăn sự phân bào ở hai tổ chức này. Mà hai tổ chức này mà nó không có phân bào có nghĩa là nó làm chậm sự phát triển, chậm sự phát triển, chậm sự tăng trưởng, và điều này nó thường xảy ra ở trẻ em. Rồi đây là cơ chế ức chế sự tăng trưởng của glucocorticoid. Như vậy tóm lại, glucocorticoid chế sự tăng trưởng xương cơ ở trẻ là do nó ức chế IGF-1. Đây là một cái yếu tố được tạo ra từ GH ở tuyến yên, cái tác động từ đầu gan mới tạo ra được IGF-1. Rồi đó là cơ chế. Bây giờ chúng ta xem cách khắc phục. Và cái tác động mà ức chế sự tăng trưởng của trẻ em chỉ xảy ra khi chúng ta dùng ở liều cao. Khi dùng ở liều cao đó là liều bao nhiêu? Liều từ 45 mg cho mỗi mét vuông da trong một ngày thì mới có nguy cơ bị. Nhưng mà nếu chúng ta để cái liều như vậy, chúng ta khó hình dung vì chúng ta không có thói quen dùng liều tính theo đơn vị, theo diện tích cao cơ thể. Như vậy chúng ta sẽ quy đổi ứng với cái liều tính theo diện tích cao, thì liều thông dụng nó cỡ bao nhiêu thì liều này sẽ được quy đổi ở một đứa trẻ 10 tuổi. Thì nếu em dùng quá 20 mg, dùng liều là 20 mg một ngày thì có nguy cơ sẽ bị, ở một đứa trẻ 10 tuổi dùng liều 20 mg mỗi ngày mà cứ dùng liên tục như vậy thì nguy cơ sẽ ảnh hưởng trên sự tăng trưởng của trẻ em. Rồi bây giờ tôi nói về cách khắc phục. Đối với tác dụng phụ này chúng ta khắc phục bằng cách nào? Thứ nhất, hạn chế kê toa thuốc này ở trẻ em, hạn chế kê đơn, tức là chúng ta chỉ kê đơn glucocorticoid cho trẻ em khi nào thật sự cần thiết, chẳng như bé, bệnh của bé cần thiết phải dùng chúng ta mới dùng, không nên sử dụng. Và nếu bắt buộc phải dùng thì chú ý dùng liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất, và nên dùng cách này, nên dùng cách này ngày uống ngày nghỉ để cái mức độ mà ảnh hưởng đến sự tăng trưởng thấp hơn. Ngoài ra còn phải lưu ý bé nếu đang dùng glucocorticoid thì phải nhớ tăng cường vận động cho bé, tăng cường vận động và chơi thể thao để giúp sự phát triển của xương, giúp cho cơ xương nó vận động các em. Và ngoài ra cũng đừng quên cái chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống cần bổ sung những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của xương, đó chính là canxi, đó chính là đạm. Tôi đã xong tác dụng phụ thứ nhất. Tác dụng phụ thứ hai ở người lớn thì nó gây loãng xương. Trên màn hình có em Minh không ạ? Hai cái cục xương, một cái cục xương bình thường và một cái khúc xương á có dấu hiệu loãng, và các em nhìn thấy nè, khi mình so với cái hình vi này các em thấy là nó rất là rõ. Nó rõ là chỗ nào? Cái xương bình thường á thì nó rất là đặc, vì cái mật độ khoáng nó dày cho nên rất là chắc và nó cứng, thì nó cứng cáp. Nhưng mà ngược lại ở cái xương bị loãng thì thế nào em? Cho cái khoáng nó giảm, cho nên vì vậy xương nó trở nên gì? Thưa, rỗng, xốp. Và với cái cấu trúc như vậy chắc chắn là xương sẽ rất là giòn và dễ gãy. Thì cái tình trạng có xương nó có hình cấu trúc này ta gọi đó là dấu hiệu loãng xương. Đây, xương bị loãng nó sẽ có cấu trúc như thế này, và dùng glucocorticoid dài ngày nó sẽ gây loãng xương, và hậu quả của loãng xương đó là làm cho xương giòn và dễ gãy.
Và người ta thấy rằng ở một người dùng glucocorticoid liều cao kéo dài thì nguy cơ gãy xương gần 50%. Mình kéo dài có nguy cơ sẽ bị gãy xương. Vì sao nhóm thuốc này lại gây loãng xương? Chúng ta xem cơ chế. Cái quá trình hoạt động của xương nó gồm có hai quá trình xảy ra đồng thời, đó là hủy xương và tạo xương. Và hai cái quá trình này nó hoạt động đồng thời và cân đối để giúp cho xương luôn luôn được một được tạo mới và lại chắc người khỏe. Thì glucocorticoid nó làm mất cân bằng giữa hai quá trình này. Cụ thể quá trình hủy xương thì tăng, quá trình tạo xương thì giảm. Ngoài ra glucocorticoid nó còn ảnh hưởng đến sự chuyển hóa cái chất điện giải, đó là canxi. Đối với canxi thì cái nhóm thuốc này nó làm ngăn hấp thu canxi vào ruột, đồng thời nó lại tăng thải canxi, và đây chính là những cái lý do làm cho dẫn tới bị loãng xương. Và sự loãng xương này xảy ra khi nào? Khi chúng ta dùng liều cao và kéo dài, tầm từ 6 tháng thuốc dùng 6 tháng trở lên thì nguy cơ cao bị loãng xương. Và hậu quả của sự loãng xương đó là gãy xương. Và thường gãy xương ở đâu? Gãy ở những cái xương mà chịu trọng lực của cơ thể, ví dụ như xương sườn, xương ống, cổ, xương đùi. Và giữa cái dạng dùng trong và dạng dùng ngoài á, thì cái dạng dùng ngoài cái nguy cơ gây loãng xương thấp hơn do với thuốc mà dùng cái dạng dùng trong. Rồi bây giờ chúng ta xem khắc phục, chúng ta khắc phục bằng cách nào? Thì cũng tương tự như vậy, hạn chế sử dụng, và nếu cần thiết sử dụng thì cũng nên dùng liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất. Ở trẻ em, các em cái cơ hội mình dùng glucocorticoid nó thấp hơn, chứ người lớn thì rất là nhiều. Cái do là người lớn hay bị mấy cái bệnh lý như thấp khớp, thế nào dùng NSAID không khỏi, thế nào phải chuyển sang dùng glucocorticoid. Cho nên khó tránh việc người lớn không dùng glucocorticoid lắm. Cho nên nếu dùng thì chú ý liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng cho xương, đó là canxi. Nhưng mà ở người lớn, các em ở người trẻ em á, em chỉ dùng canxi là đúng rồi. Bé tự vận động, bé đi chơi, bé vận động ngoài trời là bé sẽ có vitamin D ngay. Do bé tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ tiền vitamin D thành D. Nhưng ở người lớn thì không có. Người lớn ít ra ngoài, ít tiếp xúc với ánh sáng. Cho nên ở người lớn thường thiếu hụt vitamin D. Mà không có D thì canxi nó không có vận chuyển được vào xương. Cho nên đối với người lớn, ngoài việc bổ sung canxi phải bổ sung vitamin D. Và nhớ nha các em, chú ý cái liều như thế nào. Thì sao phải chú ý cái liều như thế này? Vì nếu em dùng quá liều, đặc biệt là vitamin D, nguy cơ nó sẽ gây canxi hóa các mô, đặc biệt là tới thận đó, gây ra sỏi thận. Cho nên cần tuân thủ về liều dùng. Và nói tới hoạt động của xương thì phải nói tới thận nào để kích sự hoạt động của xương. Cho nên vì vậy những cái người mà dùng glucocorticoid nhớ tăng cường vận động, nhưng mà vận động ở đây là vận động trong phạm vi sức khỏe thôi, và hạn chế rượu bia thuốc lá. Những cái thực phẩm này, những cái thức uống này nó cũng làm cản trở vitamin C. Rồi theo dõi tỷ trọng xương và cách là đo mật độ xương BMI, để biết cái mật độ xương, để biết cái mức độ nguy cơ mình nó như thế nào, để từ đó mình có cái biện pháp điều trị thích hợp. Và nếu có dấu hiệu loãng xương thì chúng ta cần bổ sung các chất mà nó gây tăng thoáng hóa cho xương, ví dụ như các cái tăng hấp thu canxi, tăng tạo xương. Rồi tôi đã xong tác dụng phụ thứ hai gây loãng xương. Tác dụng phụ thứ ba gây loét dạ dày tá tràng. Dùng glucocorticoid dài ngày nó sẽ gây loét dạ dày tá tràng. Lý do vì sao? Vì thuốc này làm mất cân bằng hai cái quá trình, đó là quá trình hủy hoại và quá trình bảo vệ. Cụ thể nó làm tăng hủy hoại và giảm quá trình bảo vệ. Vậy nó tăng hủy hoại bằng cách nào? Tăng tiếp HCL của dịch tễ, và nó lại giảm quá trình bảo vệ, đó là giảm tiết tiết nhầy, giảm tổng hợp, giảm hoạt giảm tổng hợp prostaglandin. Và đây là lý do dẫn tới loét dạ dày tá tràng. Cho nên để khắc phục cái tác dụng phụ này thì khi sử dụng glucocorticoid hoặc quýt, chúng ta cần chú ý điều sau đây. Thứ nhất, khi sử uống này thì nhớ nên uống sau bữa ăn, và nhớ dùng kèm những cái thuốc để nó tăng cường cái giảm axit mà lại tăng cường bảo vệ, chẳng hạn như thuốc kháng axit, thuốc bảo vệ, thuốc kháng histamine hai, thuốc ức chế cơn bột phong, vân vân. Và đồng thời cũng không quên, đó là gì, theo dõi, dùng thuốc mà vẫn theo dõi
xem có tí bất thường trên đường tiêu hóa hay không, như là đau, tụ vị, xuất huyết tiêu hóa, vân vân. Thì chúng ta nếu có những tai biến nó xảy ra thì chúng ta phải ngừng thuốc và đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời. Tác dụng phụ thứ tư đó là tác dụng phụ do dùng glucocorticoid tại chỗ. Khi chúng ta dùng glucocorticoid tại chỗ thì nó sẽ gây một số các tác dụng phụ tại chỗ. Và cái đường tại chỗ mà chúng ta thường hay sử dụng là đường gì các em? Chẳng như là thuốc nhỏ mắt. Mình có một số thuốc nhỏ mắt có glucocorticoid, chẳng như là thuốc nhỏ mắt desacol đúng không? Trong đó có desametazone và chlorampheniconazole desacol. Hoặc là ngoài thuốc nhỏ mắt thì nó còn có thể là các loại kem bôi xoa ngoài da, hoặc là mình có thuốc xịt à, rồi em có thể là thuốc ngoài da chẳng như thuốc chích chích thẳng vào khớp đó em. Một số người đau khớp cấp tính người ta chích thẳng đi cô còn cái vào khớp, hoặc là mình có các cái viên đạn âm đạo mà trong đó có chứa đi cô còn cái. Và dù là nó tác dù là dạng dù là chi nữa thì cái tác động ngoài da thường là tác động trên da, cái niêm mạc, và thứ hai là trên cái mắt. Rồi các tác dụng phụ tại chỗ mà chúng ta sẽ xem một số tác dụng phụ tại chỗ thường gặp. Thứ nhất trên da thì nó gây teo da, gây mỏng da, gây viêm da ửng đỏ, làm nặng trứng cá đỏ, rồi che đậy nhiễm khuẩn, xuất hiện da trở nên sẽ vết thương. Hoặc là trên mắt thì chúng ta thường gặp như là cái đục thủy tinh thể hoặc là tăng nhãn áp. Và những cái tác dụng này xảy ra ví dụ teo da, mỏng da, chậm lên sẹo thì cái tác dụng phụ này liên quan do giảm tổng hợp collagen. Viêm da ửng đỏ làm nặng trứng cá đỏ gây nhiễm khuẩn gây xuất hiện nấm da thì tác dụng phụ này nó liên quan tới ức chế miễn dịch, tác động ức chế miễn dịch mà nó gây ra. Rồi trên mắt thì nó thường gây những tác dụng phụ này, và tác dụng phụ này càng gia tăng ở người cận thị hoặc người tiểu đường thì tác dụng phụ này sẽ gia tăng. Rồi bây giờ để hạn chế tác dụng phụ tại chỗ thì chúng ta chú ý điều gì nè? Thứ nhất, vì thuốc gây cái ức chế miễn dịch cho nên không dùng khi nhiễm vi khuẩn, virus, nấm, vân vân, hoặc là những cái trứng cá đỏ là cũng một tình trạng tổn thương da mà do nhiễm khuẩn cũng không dùng. Nó sẽ vì nó sẽ làm vượng những bệnh này, làm những căn bệnh này nó nặng hơn. Hạn chế bôi kéo dài. Khi cô có cái quỹ người ta chỉ dùng trong thời gian ngắn và sau đó còn sẽ duy trì sang đổ sang những loại thuốc khác. Thận trọng đối với những người nhiễm con virus này là các hẹp vaccine black vì nguy cơ thuốc sẽ gây thủng giác mạc. Cần phải khám kỹ trước khi kê đơn, tức là trước khi kê đơn cái nhóm thuốc này chúng ta cần thiết phải xem lại và có phải thật sự cần thiết hay không. Nếu thật sự cần thiết để kê đơn hoặc không, chúng ta có thể dùng những cái nhóm thuốc tương tự mà nó không gây những cái độc tính như cái nhóm liên cầu quý. Và chú ý cuối cùng, đừng bay, đừng tự ý dùng thuốc này, đừng tự ý kê đơn. Rồi tôi đã xong tác dụng phụ thứ năm, bây giờ chúng ta xem tác thứ bốn, thứ tư là tác dụng phụ thứ năm, đó là ức chế trục HPA, ức chế trục HPA. Rồi các nhắc lại với em, trục HPA là trục gì? Là cái trục điều hòa hoạt động của tuyến thượng thận. Và khi cái trục này bị ức chế thì sao? Khi cái trục này ức chế, đây là trục trục điều hòa hoạt động của tuyến thượng thận, và khi trục này ức chế thì cái tuyến thượng thận nó sẽ không làm việc, nó sẽ thiếu cái yếu tố để kích thích nó làm việc, cho nên nguy cơ sẽ dẫn tới suy thượng thận. Đầu tiên là suy vỏ thượng thận, rồi sau đó suy nguyên cả cái tuyến thượng thận, mà suy tuyến thượng thận thì ảnh hưởng luôn cả quả thận. Cho nên cái điều này là người ta rất là sợ, thì thận là một cái cơ quan rất là quan trọng cần thiết trong quá trình chuyển đào thải đấy, chuyển hóa cũng như thải trừ, nó rất là quan trọng. Rồi bây giờ khắc phục này, nguyên nhân tại sao bị suy và bị ức chế trục HPA. Nguyên nhân mà bị ức chế trục HPA có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó cái nguyên nhân phổ biến nhất đó là do sử dụng glucocorticoid liều cao và kéo dài. Nói lại là nguyên nhân thì nhiều lắm, có thể là em u tuyến nó cũng gây ra, u thượng thận, u tuyến yên thì đều gây hết, nhưng mà cái nguyên nhân thường gặp nhất là do sử dụng glucocorticoid liều cao kéo dài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khắc phục bằng cách nào? Thứ nhất, nếu cái bệnh lý cần phải dùng glucocorticoid thì nên chọn glucocorticoid có thời gian bán tại nhà. Lý do vì sao?
Thì lý do vì sao thì các em cứ mở lại cái bảng so sánh mạch lực giữa các glyco corticoid thì các em thấy trong các glyco corticoid giữa thiên nhiên và tổng hợp thì cái thuốc tổng hợp đó, nó gây ức chế trục HPA nhiều hơn, và đặc biệt nó càng ức chế trục này ở cái nhóm cái thuốc có thời gian hoạt thải rất dài. Cho nên khi dùng cái glyco corticoid nên chọn thuốc có thời gian hoạt thải ngắn, thì cái nhóm hoạt thải ngắn cái nguy cơ nó cũng ức chế nhưng mà nguy cơ thấp hơn. Và người ta cũng có gợi ý này, một số các cái glyco corticoid có thời gian hoạt thải ngắn, một gợi ý đầu tiên đó là thuốc thiên nhiên hydrocortisone, hai là thuốc tổng hợp nhưng nên chọn thuốc tổng hợp có thời gian hoạt thải ngắn, đó chính là prednisolone, prednisone v.v. Thứ hai, để hạn chế ức chế trục HPA thì ngay từ những slide đầu có nói các em dùng ngày liều một liều duy nhất trong ngày, uống ngày một lần và uống khắp ngày. Thì cũng xin nói thêm với các em, không phải chỉ định nào cũng cho phép như vậy. Một số chỉ định em có thể dùng như thế này được, chẳng hạn như là uống viêm, mục đích kháng viêm, mục đích chống dị ứng, mục đích trị hen suyễn em có thể dùng được. Nhưng một số bệnh lý như là bệnh tự miễn, điều trị ung thư, suy thượng thận, em không thể nào dùng một liều duy nhất các ngày mà bắt buộc em phải dùng ngày 2 lần và điều trị liên tục. Rồi như vậy, nếu chỉ định đã cho phép thì chúng ta tuân thủ cách dùng như thế này để giúp hạn chế chế trục HPA. Cách khắc phục thứ tư này, khi dùng thuốc kéo dài. Dùng thuốc kéo dài là dùng bao lâu? Là dùng phải tính từ tháng trở lên. Chứ em dùng trong vòng dưới 1 tháng nó sẽ coi như không phải là kéo dài. Phải tính từ tháng trở lên, 2 3 tháng trở lên. Thì chú ý nhớ giám sát điều trị, tức là nhớ theo dõi, nhớ theo dõi, thậm chí theo dõi cả năm sau khi ngừng thuốc. Vậy mình theo dõi cái gì, theo dõi nó có những bất thường hay không, vì nếu em bị suy thượng thận nó sẽ có dấu hiệu ngay. Ví dụ là có dấu hiệu là gì, mệt mỏi. Cái dấu hiệu thường thấy nhất đầu tiên đó là mệt mỏi, kém ăn, giãn cơ, tụt huyết. Ngoài ra nó còn có thể làm cho da chúng ta sạm, nó tự mình thấy da mình cứ sạm dần lên, cũng có khả năng bị tới suy thận nha. Rồi và một cái điều cuối cùng nữa, khi sử dụng glucocorticoid nè, em nhớ là khi ngừng thuốc không được ngừng đột ngột mà phải ngừng từ từ. Tất cả những điều này đều áp dụng cho trường hợp dùng kéo gì, kéo dài chúng ta phải áp dụng nha, chứ dùng ngắn ngày vài tuần thì chúng không lo lắng điều này xảy ra. Nhắc lại, ức chế trục HPA thì xảy ra khi chúng ta dùng dài ngày, tức là cuối từ tháng trở đi. Rồi tôi đã xong cái tác dụng phụ ức chế trục HPA, bây giờ chúng ta đi vào tác dụng phụ cuối cùng, đó là gây hội chứng cơ sinh. Hội chứng cơ sinh là gì? Là một cái hội chứng mà nó biểu hiện với các cái triệu chứng như trên hình vẽ của cái người bệnh nhân này, đó là dấu hiệu gì? Thứ nhất, về mặt lâm sàng mà chúng ta thấy được đó là dấu hiệu béo. Bệnh nhân béo, béo ở đâu? Béo ở bụng, ở phì này, cái béo phì, béo ở bụng. Mỡ nó tập trung, thì thuốc này nó làm tăng dự trữ chất béo ở mô, nên mỡ mỡ sẽ lắng đọng ở bụng. Và các em để ý nha, nó không có lắng đọng ở chi đâu nha, mà nó lắng đọng ở bụng, lắng đọng ở đâu nữa, mặt, làm cho cái mặt của chúng ta rất là tròn, đầy đặn, đỏ hồng lên, cho nên người ta hay gọi là mặt tròn. Rồi đọng ở đâu nữa nào, cổ, vai, gáy, và làm cho cái vai cổ chúng ta nó phồng u lên, chúng ta gọi là hiện tượng gù trâu. Rồi đó là về mặt lâm sàng mình thấy được, đó là hiện tượng béo, béo ở phần thân, kêu là mặt, cổ, gáy, bụng. Rồi bây giờ về bên trong cơ thể thì nó có những cái dấu hiệu gì của hội chứng cơ sinh, đó là gây kích thích thần kinh trung ương. Và chính cái sự kích thích thần kinh trung ương cho nên dẫn tới rối loạn về vận động. Rồi trên tim mạch thì nó gây cao huyết áp, gây phì đại tim. Trên tuyến thượng thận thì nó gây tăng sản, gây tăng sản vỏ thượng thận, gây u tuyến thượng thận. Và trên cái bụng của bệnh nhân các em sẽ thấy những cái rạn da màu tím, cái rạn da màu tím. Và trên xương mà các em thì nó sẽ gây loãng xương, cho nên xương của mấy người này nó dễ gãy, giòn dễ gãy và gây yếu cơ, gây loét da, gây loét da. Cái này là do cái nó ức chế miễn dịch, các em biết
làm cho cái tổn thương ở trên da nó sẽ dễ bị loét lộ lành lắm. Còn riêng ở nam ở nữ giới thì còn gây thêm cái hiện tượng là phải là mất công kinh, mất kinh, lọc lông, và ở nam giới thì còn gây rối loạn cương dương. Rồi đây là các cái biểu hiện hội chứng kết sinh, nhưng mà chúng ta nhìn được được thì đó là chỉ hiện tượng béo và béo ở phần thân. Và tôi có thể tóm tắt lại cái triệu chứng lâm sàng của hội chứng kết sinh đây. Rồi về cái đọc ha. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp nè. Vì sao chúng ta bị hội chứng kết sinh? Nhưng mà trước khi xem thì chúng ta xem cái hình ảnh minh họa của một đứa bé, của một đứa trẻ bị hội chứng kết sinh đây. Bé nam bị hội chứng kết sinh, em thấy bé thế nào? Rất là mập, một mỡ một đỏ một bụng này, vai này, cổ ha, ở mặt, rồi hiện tượng béo ở phần thân. Bé nữ này cũng có hiện tượng béo luôn, mặt bé phè xuống rồi, rồi có hiện tượng gì đây, rộng lông à, và có vết rạn da, xuất hiện các vết rạn da trên bụng trên lưng. Rồi chúng ta xem vì sao chúng ta bị hội cơ hội chứng kết sinh là gì, là một tình trạng mà do võ thượng thận nó cường tiết hormone, đặc biệt là cường tiết cortisol, tức là võ thượng thận nó tiết quá nhiều cortisol, và cortisol nó tiết quá nhiều em biết rồi, nó dẫn tới hiện tượng là rối loạn bố mỡ, rồi nó dẫn tới gì nào, đi loãng xương. Rồi bây giờ chúng ta xem nguyên nhân, nguyên nhân vì sao bị hội chứng kết sinh, có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên do sử dụng glycocorticoid liều cao và kéo dài. Như vậy em chú ý nha, dùng glycocorticoid liều cao kéo dài nó gây ra nhiều hậu quả. Nếu ở ví dụ nếu ở cái tác dụng phụ trên thì nó có thể gây ức chế trục khắc PAP suy tuyến thượng thận. Ở trường hợp này dùng liều cao kéo dài còn gây ra hội chứng kết sinh. Rồi, nguyên nhân thứ hai là do u ở những tổ chức liên quan tới ACTH. Ví dụ, thứ nhất, u tuyến thượng thận. Ví dụ, u tuyến thượng thận, đây cũng là một tuyến tiết ra cortisol. Cho nên u tuyến nó sẽ tăng tiết cortisol dẫn tới hội chứng kết sinh. Thứ hai, u tuyến yên. Tuyến yên là tuyến tiết ra ACTH. Khi u tuyến nó sẽ tăng tiết ACTH. Và khi nó tăng tiết như vậy, nó tăng kích thích tuyến thượng thận và làm tăng tiết cortisol. Trường hợp thứ ba là u ở cả tổ chức, ta gọi là tổ chức lạc chỗ, nhưng mà cái tổ chức này cũng tiết những chất giống ACTH. Ví dụ là u phổi, bình thường là cái tế bào phổi, chức năng của tế bào phổi là gì, cái hô hấp, là chức năng hô hấp rồi, nó nhận oxy và trao đổi oxy và CO2 thôi, chức năng hô hấp. Nhưng mà bây giờ cái khối u này, cái phổi này, cái tế bào phổi nó bị u, và khi nó u như thế này thì nó mất khả năng biệt phá, không còn cái chức năng hô hấp nữa, mà lúc này nó chuyển sang cái chức năng là gì, tiết ra ACTH. Mà khi nó tiết ra ACTH thì lúc này chính cái ACTH cho tế bào phổi tiết ra nó sẽ để kích thích tuyến thượng thận, làm tăng tiết cortisol trên tế hội chứng kết sinh. Và tương tự như vậy đối với trường hợp u nhau thai, u buồng trứng đều có khả năng dẫn tới tăng tiết ACTH. Rồi đó là nguyên nhân. Bây giờ chúng ta xem cách khắc phục. Thì cách khắc phục ở đây người ta tôi sẽ chia làm hai loại cách khắc phục. Cách khắc phục thứ nhất là đối với trường hợp sử dụng glucocorticoid liều cao và kéo dài. Ở đây là nếu sao, có nghĩa đây là cách khắc phục đối với nguyên nhân sao, thì mình khắc phục như thế nào. Thì vì do dùng một liều cao kéo dài dẫn tới hội chứng kết sinh, thì giờ đầu tiên chúng ta phải ngừng thuốc. Ngừng thuốc. Nhưng ngừng thuốc phải theo quy tắc giảm liều từng bậc. Giảm liều từng bậc là giảm như thế nào, chúng ta sẽ xem ở slide sau. Và nhớ, sau khi ngừng thuốc, nếu chẳng may bị tái phát, cái bệnh mà đang sử dụng glucocorticoid liều cao kéo dài đó, nếu chẳng may tái phát thì nhớ nha, không được phép dùng trở lại glucocorticoid mà phải dùng một thuốc khác. Vì mình đã từng dùng glucocorticoid thì hội chứng kết sinh rồi, nên không được phép dùng trở lại. Rồi, đó là cách khắc phục đối với nguyên nhân sao. Bây giờ tôi sẽ nói cách khắc phục đối với nguyên nhân u ở các tổ chức này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta phải cắt bỏ các khối u này thôi. Rồi chúng ta xem cách xử trí đối với trường hợp u. U thì chúng ta khắc phục bằng cách nào? Chúng ta phẫu thuật
là cắt bỏ khối u đó đi. Hai, hoặc chúng ta xạ trị phải dùng tia X, dùng tia xạ để đốt các cái khối, để tiêu diệt các khối u đó. Bên đây mình có can thiệp ngoại khoa đúng không, mình dao kéo vật lý trị liệu, vật lý gọi là can thiệp vật lý hoặc vật lý, còn đây là chúng ta dùng cái tia X để chúng ta đốt cái khối u đó đi. Rồi rồi các em để ý nè, khi chúng ta phẫu thuật và xạ trị thì bình thường á cái khối u nó hoạt động đúng không ạ? Bây giờ mình phẫu thuật xạ trị đi thì chắc chắn là nó sẽ tiết ra không đủ ACTH, mà nó không tiết ACTH thì nó không sản xuất được cortisol, thì cơ thể chúng ta trong cái ngày cắt đó là cơ thể chúng ta thiếu cortisol đột ngột một cách đột ngột, mà thiếu đột ngột thì ảnh hưởng tới sinh mạng. Cho nên trong ngày cắt bỏ khối u để tránh cái sự thiếu hụt cortisol một cách đột ngột thì nhớ tiêm truyền liên tục hydrocortisone 300 mg, tức là chúng ta phải tiêm truyền liều cao để làm gì, để tránh sự thiếu hụt glucocorticoid đột ngột nó ảnh hưởng tới sinh mạng. Rồi sau đó mình mới từ từ mình giảm liều đúng để cho cơ thể thích nghi, rồi sau đó mình đi tới một cái liều duy trì nào đó, sau đó từ từ mình nâng lại. Rồi đó là cách khắc phục một cái nguyên nhân của hội chứng kết sinh. Và khi sử dụng glucocorticoid thì người ta cân nhắc rằng khi dùng với thời gian dài đó, khi muốn ngừng thuốc thì nhớ tuân thủ quy tắc giảm liều từng bậc. Vậy quy tắc giảm liều từng bậc là sao? Tôi nói qua về quy tắc giảm liều từng bậc. Thì quy tắc giảm liều từng bậc đó em, thì có nhiều tác giả đưa ra cái quy tắc này lắm, và ở đây tôi sẽ giới thiệu hai cái nguyên tắc giảm liều của hai tác giả. Thứ nhất là của tác giả Harrison, ông ta giảm liều như thế nào. Rồi các em nhìn qua cái bảng này, đây là ngừng thuốc theo quy tắc giảm liều của tác giả Harrison, ông giảm như thế này. Các em đọc đi, các em đọc trước khi tôi diễn giải cho các em. Rồi sau khi đọc xong các em có hình dung không? Giờ tôi sẽ minh họa cái bảng sau thì các em dễ hình dung ha. Giả sử người này đang sử dụng prednisone, người ta giảm liều thì tôi cho bảng minh họa này. Giả sử người này đang sử dụng prednisone với liều là 30 mg mỗi ngày, thì bây giờ phát hiện ra người này bị hội chứng C thì chúng ta phải giảm liều. Thì người theo hướng dẫn của ông này thì giảm liều như sau: giảm liều cứ mỗi một tuần, đây là giảm 5 mg mỗi một 7 ngày. Giờ tôi lấy tuần đi cho ta cho dễ nhớ nha. Như vậy mỗi tuần giảm 5 mg. Rồi như vậy này, bây giờ bắt đầu vào tuần giảm liều này. Tuần đầu tiên từ 30 mg tôi giảm đi 5 mg, còn lại như thế 25 mg, và suốt cái tuần cứ ngày nào tôi cũng uống cái liều này hết, cứ mỗi một ngày uống 25 mg suốt cái tuần thứ nhất. Xong tuần thứ hai tôi cũng tiếp tục giảm, vì mình giảm mỗi tuần mà, tuần thứ hai tôi cũng giảm 20 mg uống mỗi ngày. Rồi sang tuần thứ ba tôi cũng giảm nữa, còn lại bao nhiêu, 15. Rồi các em nhìn ở trên đây, khi liều prednisone giảm xuống còn 15, và giải thích nào, đây là tính theo kilo cân nặng là điều này, mà tính theo không tính theo kilo cân nặng đó là 15 mg. Khi giảm liều xuống còn 15 mg mỗi ngày thì chuyển sang uống cách nhật. Bây giờ đây, sang tuần thứ ba nè, đang từ 12-20 chuyển xuống còn 15, thì sang 15 mg thì theo hướng dẫn là dùng cách nhật. À, chuyển sang đây là uống cách ngày, cách dùng cách ngày, nghĩa là sang tuần lễ thứ ba này ngày uống ngày nghỉ. À, rồi bây giờ sang tuần thứ tư này các em, tại vì ta nói là tuần nào cũng phải giảm 5 mg, trong tuần thứ tư tôi lại tiếp tục giảm xuống nữa từ 15 còn 10. Và lúc này tôi cũng tuân thủ như trên thôi, uống cách này. Rồi sang tuần thứ năm tôi giảm liều lửa còn 5 mg, thì người ta nói khi liều prednisone giảm còn 5 thì ngừng thuốc. Rồi như sang tuần thứ năm tôi giảm xuống còn 5 thì tuần này còn uống nữa không? Ngừng thuốc. Như vậy theo quy tắc này thì chúng tôi thì từ cái liều 30 g tôi giảm liều từng bậc bậc theo như vậy, tôi chỉ dùng thuốc trong vòng 4 tuần với cách dùng như thế, với liều dùng cách dùng như thế này, và bước vào tuần thứ năm thì tôi sẽ ngừng. Rồi các em thấy rõ hơn chưa? Nếu mà để đây mà đọc thì hơi bị rối đúng không, nhưng mà chúng ta phân tích sang từ cái này diễn giải, từ cái này chúng ta diễn giải thành cái bảng này thì rất dễ hiểu. Rồi đó là quy tắc của ông Harrison hướng dẫn như vậy. Bây giờ chúng ta xem một ông nữa nha, ông Julia. Rồi hướng dẫn của ông Julia đây, rồi các em cũng đọc sơ cái ha. Thì ông này cũng vậy luôn, ông đang dùng prednisone, ông giảm liều 5 mg mỗi tuần luôn nha. Rồi khi ông giảm xuống mà còn 7,5 thì ông chuyển sang hydrocortisone, và lúc này ông sẽ uống hydrocortisone mỗi ngày là 20 mg. Khi mà chuyển sang hydrocortisone á thì mỗi ngày ông giảm, mỗi tuần ông giảm 2,5 mg cho đến khi còn 10 mg. Rồi khi còn liều 10 mg thì liều này ông sẽ uống trong vòng 2 đến 3 tháng.
với cái liều 10 mg một ngày. Rồi sau 2-3 tháng này ông sẽ định lượng cortisol trong máu vào buổi sáng, và nhớ ngừng thuốc trước 24 giờ, tức ngày hôm trước phải ngừng thuốc, rồi hôm sau đo cho ông xem cái nồng độ cortisol vào lúc 8 giờ sáng nó như thế này, thì ông kết luận ông ngừng thuốc. Mà nếu còn dưới này thì ông lại tiếp tục dùng thêm 1-2 tháng nữa và kiểm tra lại. Ông này thì ông kiểm tra kỹ hơn, có nghĩa là trước khi ngừng thuốc ông phải đo lại cái nồng độ cortisol trong máu xem đã bình thường như chưa. Còn cái ông Harrison là không có, nghĩa là tới thời điểm đó là ông ngừng vì ông tự tin là tới đó là tuyến thượng thận làm việc rồi. Còn ông này á là ông phải xem tuyến, ông phải kiểm tra tuyến thượng thận bằng cách là ông xem cái nồng độ cortisol trong máu tiết ra có trở lại bình thường hay chưa. À, rồi bây giờ cái này á, tôi cũng minh họa bằng cái bảng cho các em dễ thấy luôn. Rồi, cái bảng của ông này, ông này ông dùng nhiều tuần lắm nha các em. Ông kia ông dùng có 4 tuần lắm gần, ông này ông dùng tới 9 tuần luôn. Rồi bây giờ như sau. Nè, bây giờ giả sử cũng từ prednisolone đang sử dụng là liều 30 mg và phát hiện ra có hội chứng Cushing, thì bây giờ ông này ngừng thuốc theo quy tắc giảm liều từng bậc. Giờ đầu tuần đầu tiên cũng giảm 5 mg mỗi một tuần. Rồi như vậy ông giảm về còn 25 mg mỗi ngày, nhiều 25 mg một ngày, còn cứ ngày nào cũng dùng trong suốt tuần lễ thứ nhất. Xong tuần lễ thứ hai ông cũng giảm tiếp 5 mg, còn lại 20 với mỗi ngày. Xong rồi tuần lễ thứ ba cũng giảm tiếp nữa 15 uống mỗi ngày. Xong tuần lễ thứ tư ông giảm xuống 5 nữa còn 10 ông cũng uống mỗi ngày. Sang tuần lễ thứ năm là các em, sang tuần lễ thứ năm thì giảm liều nữa là còn bao nhiêu các em? 5. Rồi bây giờ phải nhớ, phải trở về trước cho các em nhớ đã. Khi giảm liều prednisone còn 7,5 thì chuyển về liều 20 mg một ngày. Rồi bây giờ chúng ta vẽ cái bảng nha. Ở cái lần lễ thứ năm á thì cái liều prednisone nó sẽ được giảm 5 nữa còn lại 5. Thì ông nói rằng khi cái liều prednisone mà giảm về còn 7,5 thì lúc này là 5 nó dưới cái 7,5 đúng không? Chuyển sang dùng hydrocortisone, thì lúc này không còn là prednisone nữa mà là hydrocortisone uống mỗi ngày, cứ mỗi ngày 20 mg. Rồi sang tuần thứ sáu và mỗi một tuần lại lúc này giảm 2,5. Như vậy sau tuần thứ sáu giảm 2,5 còn 17,5. Lúc này uống ngày nào cũng uống mà lúc này là uống hydrocortisone. Sang tuần thứ bảy cũng vậy, cứ mỗi tuần giảm 2,5, như vậy tiếp tục giảm còn 15. Sang tuần 8 giảm tiếp nữa còn 12,5. Rồi sang tuần này thì giảm xuống 2,5 nữa còn 10. Và khi kèm với liều 10 mg rồi, lại phải cho nhắc em về cho nhớ. Khi bệnh nhân giảm tới cái liều còn 10 mg thì dùng cái liều này trong vòng 2-3 tháng. À, rồi giờ các em nhìn lại. Sang phần số 9 này thì về 10 liều 10 mg rồi, thì chúng ta sẽ dùng cái liều này trong vòng mấy tháng? 2 đến 3 tháng. Ngày nào cũng uống hết và dùng trong vòng 2 đến 3 tháng ở liều này. Rồi sau 2-3 tháng này mới định lượng hydrocortisone ở trong máu. Trước khi định lượng nhớ nghỉ ngày hôm trước, nghỉ không dùng thuốc, và ngày hôm sau mình định lượng. Rồi sau khi định lượng ra mới đo xem thì cái nồng độ hydrocortisone nó đạt được nồng độ trên 10 mg. Quay lại nhé, trên 10 mg trên một đồ stress thì ngừng thuốc, còn nếu mà chưa là tiếp tục dùng thuốc. Rồi thì là quy tắc giảm liều của ông William, ông này ông giảm liều kỹ hơn. Và ông chỉ ông phải đo lại nếu mà cái lượng hydrocortisone trong máu thật sự là thấp, thật sự ông xin lỗi, hydrocortisone trong máu thật sự là tiết ra trở lại bình thường thì ông mới cho nghỉ. Rồi đó là quy tắc giảm liều từng bậc. Rồi tôi đã sang tác dụng phụ và cách khắc phục, bây giờ tôi đi vào phần nguyên tắc sử dụng glucocorticoid. Căn cứ vào tác dụng phụ thì để đảm bảo việc sử dụng nhóm thuốc này an toàn thì khi sử dụng cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc đầu tiên, đây chỉ là nhóm thuốc điều trị triệu chứng cho nên nó chỉ giảm bệnh và nó chỉ là thuốc điều trị nguyên nhân cho một số bệnh lý thôi. Thứ nhất, nó sẽ là thuốc điều trị nguyên nhân trong trường hợp nếu dùng nó với tư cách là thuốc điều trị thay thế cho thiếu hormone thì nó mới là thuốc điều trị nguyên nhân. Ví dụ này, suy thượng thận, tăng sản vỏ thượng thận bẩm sinh, nó mới là thuốc điều trị nguyên nhân. Còn nếu em dùng nó mục đích là kháng viêm, bệnh tự miễn, hen suyễn, rồi các bệnh lý về ung thư, nó chỉ là giảm bệnh mà thôi. Nha. Thứ hai, về liều dùng.
Khi sử dụng glucocorticoid thì chúng ta nên sử dụng như thế nào? Bắt đầu bằng liều thấp hay bắt đầu bằng liều cao? Thì người ta nói rằng nếu chúng ta dùng glucocorticoid với mục đích là cho những cái bệnh lý nó không nguy hiểm tới tính mạng, ví dụ như chúng ta dùng nó với mục đích là giảm đau, chống viêm, trị hen suyễn, dị ứng, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng khởi đầu bằng liều thấp trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tăng dần lên theo đáp ứng của cơ thể. Mình dùng liều nhỏ mà mình thấy đáp ứng thì mình dừng ở liều nhỏ, nếu chưa thì mình tăng lên cho đến khi nào đáp ứng. Đó là trong trường hợp những bệnh lý không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu là những bệnh lý nguy hiểm tới tính mạng mà cần phải dùng glucocorticoid chẳng hạn như suy thượng thận cấp, thì bắt buộc chúng ta phải dùng liều cao trước, rồi sau khi ổn định được cái cơn gốc mình mới chuyển sang liều thấp để duy trì. Nguyên tắc số 3, glucocorticoid thì nó có giảm tại chỗ và giảm tại thân. Thì so sánh giữa giảm tại chỗ và giảm toàn thân mất em, thì cái giảm tại chỗ cái nguy cơ tác dụng phụ trên đường toàn thân nó thấp hơn. Cho nên nếu mà cái bệnh lý đó mà cho nó có thể phù hợp dùng được giảm tại chỗ thì tốt nhất nên dùng tại chỗ để giảm được cái nguy cơ tác dụng phụ trên đường toàn thân. Về thời gian dùng thuốc, vì người ta quan tâm tới thời gian dùng thuốc để chúng ta nhớ tới khi mà chúng ta ngừng thì chúng ta có phải tuân thủ quy tắc giảm liều từng bậc không đó mà. Thì ở đây người ta nói trong chia làm hai trường hợp. Nếu ta sử dụng glucocorticoid trong thời gian ngắn, tức là thời gian từ 1, 2, 3 tuần thôi, thì khi ngừng thuốc không cần phải giảm liều. Em có thể ngừng thuốc ở bất kỳ cái liều nào đó. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng glucocorticoid lâu dài, tức là dùng từ vài tháng trở lên, thì chú ý khi ngừng thuốc phải tuân thủ quy tắc giảm liều từng bậc, và điều này chúng ta phải tuân thủ nhằm mục đích để tránh suy bỏ thượng thận, như tránh được suy cả gây ra cái hội chứng suy nữa. Ngoài ra các em cũng có một cái lưu ý nữa, để tránh cái suy bỏ thượng thận thì chúng ta phải tuân thủ về cách dùng, đó là gì? Dùng ngày một lần vào buổi sáng và đồng thời dùng một cách ngày, và cũng nhắc lại một lần nữa. Điều này chỉ áp dụng đối với chỉ định đã cho phép. Nguyên tắc số 5. Đây là một cái loại nhóm thuốc mà nó khá là nhiều tác dụng phụ. Đối với người bình thường nó còn gây ra những tác dụng phụ, thì đối với sản phụ thì điều này còn nguy hiểm hơn. Cho nên cần thận trọng khi kê toa thuốc này ở người sản phụ. Và chúng ta chỉ kê toa khi là thật cần thiết mà thôi. Về nguyên tắc số 6, khi sử dụng nhóm thuốc này chúng ta phải lưu ý chế độ ăn. Phải lưu ý chế độ ăn, đặc biệt phải hạn chế những thực phẩm chứa nhiều đường, nhiều mỡ, nhiều muối. Lý do đây là nhóm thuốc nó sẽ làm tăng đường huyết, tăng dự trữ mỡ và tăng giữ nước cho cơ thể, nên mình phải hạn chế này. Ngược lại, đây là nhóm thuốc làm mất kali, mất canxi và làm giảm tổng hợp protein, nên mình bổ sung thêm các cái chất dinh dưỡng chất này cho cơ thể. Và nguyên tắc cuối cùng, khi kê đơn glucocorticoid phải cân nhắc lợi ích và nguy cơ. Khi nào cái lợi ích rất thật sự lớn hãy dùng, còn nếu lợi ích so với độc tính nó quá thấp thì không nên chọn thuốc này để hạn chế cái nguy cơ. Rồi tôi đã xong nguyên tắc sử dụng và coi như chúng ta đã xong cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta xem một cái lâm sàng em nhé. Tại vì bây giờ cũng chưa vào là bài kiểm được tới 8 giờ, tới 9 giờ kém 10 á. 8 giờ là 50 mới mở được, cho nên giờ chúng ta xem một cái ca lâm sàng nha. Rồi cái ca lâm sàng như thế này. Rồi một bệnh nhân vào viện vì một bên vai quá đau không có cử động được. Như vậy người này đi vào viện là vì đau ở vai, và đau đến độ là không cử động, cho nên người này phải đi vào bệnh viện. Tiền sử người này có đái tháo đường không phụ thuộc vào insulin và đã được điều trị ổn định bằng clipizid. Người này đã từng bị lao phổi và điều trị cách đây 35 năm bằng biện pháp là ngâm khí mạc phổi, tức là sục oxy cho phổi thôi. Người này có tiền sử, người này cũng đã từng tăng cao huyết áp này và đã được điều trị bằng metin alpha metin dopa và hydrochlorothiazide, chẩn đoán là hội chứng thất khớp. Rồi sau khi vào viện thì bác sĩ cho uống này kem. Anh ta dùng này, thứ nhất triamcinolone tiêm vào khớp. Cứ một tuần tiêm vào khớp một ống và tiêm như vậy 3 tuần.
Như vậy là bệnh nhân này sẽ tiêm 2 ống, mỗi tuần 1 ống. Sau đó hàng ngày thì uống prednisolone 40 mg một ngày trong 20 ngày, rồi giảm dần, rồi sang tuần thứ hai thì uống 30 mg trong 7 ngày, rồi tới tuần kế tiếp nữa thì uống 20 mg. Các bạn thấy giảm dần liều, cứ mỗi tuần giảm đi 10 mg ha. Rồi sau 1 tháng điều trị thì xét nghiệm thấy đường huyết của bệnh nhân là 9,3, đường niệu cũng có tăng nhưng mà nó chỉ cho một kết quả định tính trong trần lượng. Tốc độ lắng máu đầu giờ là 88 mm, chức năng gan thì bình thường, công thức máu chỉ cho thấy máu là hemoglobin 10 gram trên lít. Và đây là các cái thông tin về cái ca lâm sàng này. Rồi bây giờ chúng ta xem nha, các câu hỏi được đặt ra. Và trước khi có các câu hỏi được đặt ra hỏi em này, các cái tỷ số, các cái thông số đây có bất thường không? Có bất thường không? Rồi mời một bạn trả lời. Bình thường hả? Thật ra đường huyết bình thường của người ta là như thế này nè, em 3,9 cho đến 6,1, mà người này có 9,3, vậy đây có tăng không? Nó có cao hơn so với chỉ không? Nó cao hơn chỉ số bình thường nha. Tốc độ lắng máu đầu giờ 88 mm, bình thường hay bất thường? Bình thường hay bất thường? Bình thường ạ. À không, bất thường thôi mà, bình thường là vậy thôi nè. Nó dưới 10 mm trong 1 giờ. Cái cột nó chỉ cao chừng 10 mm, nhưng mà cái cột ông này nó tới 88, tăng gấp 8 lần lên, bất thường nha. Và chỉ số bất thường nữa là hemoglobin đó em. Hemoglobin bình thường người ta là trên 13 gram trên lít, nhưng ông này có 10 gram trên lít. Cho nên đây là một biểu hiện của người bị thiếu máu đó nha. Thì nó có ba cái chỉ số này bất thường. Rồi bây giờ câu hỏi được đặt ra nè. Tại sao cái người này lại có hiện tượng tăng đường huyết, trong khi người này đã được điều trị ổn định với glipizide, tại sao đây lại có hiện tượng tăng đường huyết? Lý do gọi đó là glico, và glipizide thì trong nó có từ glico, thì cái thuốc này làm tăng tổng hợp glico, mà tăng tổng hợp glico có nghĩa là tăng đường huyết nha. Như vậy ở đây đường huyết có tăng là do tác động của nhóm này thôi, vì nhóm nó thuốc này làm tăng tổng hợp glico chế tăng đường huyết, mà người này đang sử dụng glico và glipizide vừa là tiêm này vừa là uống, cho nên ở đây cái chỉ số này tăng là mình nghĩ ngay tới là do dùng glucocorticoid nha. Vậy theo em, người này có dấu hiệu tăng đường huyết, vậy theo em nên làm gì cho bệnh nhân này để hạn chế cái vấn đề tăng đường huyết do điều trị? Thêm là ngưng ngưng uống corticoid. Em ơi, người ta đang bị đau nè, đau quá đau không cử động được, em ơi, không cho uống thì sao? Mình thay thế thuốc khác con. Mình thay thế thuốc khác cũng là một ý kiến, vậy em gợi ý mình thay cái gì đây? Theo em thì mình thay cái gì? Cho mình hai cái giảm đau hoặc là bổ khớp khác được không cô? Mình thay giảm đau, mà cái người này đau là em phải biết là đau đau đến độ không tự động, tức là đau nặng, đau nặng chính, đau nặng cho nên người ta mới dùng glucocorticoid. Chứ còn những cái đau khớp mà đau nhẹ người ta có thể dùng NSAID, nhưng mà đau là đau thuộc lại đau lưng, đau dữ dội, đau đến độ phải cấp cứu đó em. Em vào viện là dạng cấp cứu rồi nha. Thì em cũng làm gợi ý được, thì nếu em có thể dùng sang NSAID cũng được, nhưng mà với điều kiện nè, nó phải qua được cái cấp này đã ha, mình sẽ chuyển sang đó. Hai cách thứ hai á, là một cách thứ hai là mình khuyên người ta trong thời gian sử dụng, tức là vẫn cứ dùng, vì đang đáp ứng thì có thể vẫn dùng, nhưng mà trong thời gian uống này là nên hạn chế đường, hạn chế đường nha. Hoặc nếu mà hạn chế rồi mà đường huyết vẫn tăng thì có thể là vẫn phải dùng cái thuốc này vì nó đáp ứng tốt mà, nhưng mà nên sử dụng một thuốc phối hợp với một thuốc hạ đường huyết. Ví dụ như mình có thể dùng glipizide đi, tại vì người này đang đáp ứng tốt với glipizide thì dùng thuốc này để hạ đường huyết, tức là dùng glucocorticoid kết hợp với glipizide để tránh ảnh hưởng tăng đường huyết nha. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ bạn khác nè, bạn Minh Châu. Rồi Minh Châu cho câu hỏi nha. Cái người này tiêm triamcinolone vào khớp, vậy theo em có cần phải sát trùng chỗ tiêm cho cái bệnh nhân này hay không? Rồi nó nhỏ cô nghe. Rồi tôi để cô trả lời cái câu hỏi này cho các em luôn nha. Thì các em biết là trước khi em tiêm một cái thuốc gì, có bao giờ bác sĩ có phải làm cái động tác là sát khuẩn trước khi tiêm không em? Có khi nào tiêm mà người ta không sát khuẩn cho tiêm không? Không bao giờ. Bao giờ trước khi tiêm cũng phải sát khuẩn. Vậy mục đích của sát khuẩn là gì? Vô khuẩn trước tiêm, sau đó mới tiêm.
Vì khi em tiêm là nghĩa là tạo ra một vết thương hở, mà ngay chỗ đó không vô khuẩn thì đó là cơ là cái nơi mà trong vi khuẩn nó sẽ đi vào và nó gây ra nhiễm trùng. Vì vậy chắc chắn nơi chỗ tiêm là phải có sát khuẩn. Và trong khi đó triamcinolone lại là một thuốc gây ức chế miễn dịch, nó sẽ làm tăng nguy cơ bội nhiễm ngay chỗ tiêm nữa. Cho nên đối với triamcinolone tiêm em càng phải dùng thuốc sát khuẩn, thấy chưa? Như vậy dùng thuốc sát khuẩn là lúc nào mình cũng phải cần trước khi tiêm, nhưng mà với triamcinolone mình cần phải sát khuẩn một cách kỹ càng chặt chẽ hơn để phòng ngừa bội nhiễm ngay chỗ tiêm. Rồi thôi bây giờ các em ơi, bây giờ đã tới giờ rồi, các em đi vào e-learning cho cô đi ha, rồi các em làm bài. Và sau khi làm bài xong thì em nhớ lưu và submit bài, và làm xong hết hoàn tất cái nhiệm vụ là các em có thể out ra coi như chúng ta hoàn tất buổi học rồi. Mời các em đi vào e-learning.